Hôm nay đến chương trình anh chưa chuẩn bị nhiều nên tặng em món quà. Em cảm ơn anh. Bao nhiêu tờ? Đây là tờ 50.000, em đặt bao nhiêu cái tờ? Cái này là em muốn 50 tờ, tượng trưng cho em gắn liền với bạn ấy 50 năm. Trời. Em tên là Diễm, tên đầy đủ là Nguyễn Thị Ngọc Diễm. Năm nay em 25 tuổi, em quê ở Tây Ninh. Hiện tại thì em đang sống và làm việc ở Tây Ninh luôn. Công việc hiện tại của em là quản lý siêu thị Bách Hóa Xanh đó chị. Bây giờ mời nhà trai giới thiệu cho nhà gái nghe nè. Xin chào anh Cạch Quyền Linh và chị Ngọc Lan và chị chào bạn nữ bên kia. Em xin giới thiệu là em tên là Kim, Bùi Hoàng Kim. Năm nay là 33 tuổi. Hiện tại là em đang kinh doanh tự do bên ngành mắt kính. Quê quán thì em ở Thái Bình, còn em sinh sống và làm việc tại Hậu Giang. Mua bán mắt kính hả? Không, em kinh doanh ngành mắt kính. Ngành mắt kính tức là mình mở cửa hàng riêng hay sao? Tiệm mắt kính. Bên kia là quản lý nhân viên ở siêu thị, bên là chủ cửa hàng mắt kính. Hai người hợp tác nhau được đó. Em gái ơi, nó hơn khá tuổi chút xíu, em thấy được không em gái? Dạ thưa chú thì con không có quan trọng tuổi tác chú ơi. Mình nói chút xíu về ưu điểm khuyết điểm của nhà gái nghe coi nè. Ưu điểm của con thì đầu tiên là dễ ăn dễ ngủ á chú, luôn có trách nhiệm với những cái công việc mà mình làm hoặc là mình phụ trách. Rồi ưu điểm cuối cùng là do con làm trong siêu thị á, thành ra mấy cái việc như là lựa rau nè, làm cá nè, mấy cái đó con làm được hết. Tháo vát quá trời. Nhà trai, ưu điểm khuyết điểm của mình là gì? Ưu điểm của em là hiền lành, dễ nói, gặp ai cũng nói chuyện được. Nhưng mà Thái Bình sao mà vô tới Hậu Giang lận? Dòng đời sâu đẩy. Cái này sâu hơi mạnh nha. Ở dưới thì em ở với ai? Hiện tại em ở một mình, vào đây một mình luôn. Mà sao không vào thành phố Hồ Chí Minh đi xuống thẳng Hậu Giang luôn? Em vào rất nhiều tỉnh rồi. Có nhà riêng ở dưới hay mình thuê? Cái đấy là em đi thuê tiệm, ở tiệm, ở tại tiệm luôn. Lúc này mắt kính làm ăn khá không? Nói chung là mắt kính vẫn thua nhiều ngành nghề khác anh ạ. Không có thua đâu, lúc này ta đến tiền anh nhiều quá ta bị mờ đó. Nghe tới cũng nhiều thì chắc làm ăn cũng khá ha. Không, mấy cái ngành nghề khác thì làm ăn tốt hơn, ổn hơn. Em chỉ mức đủ sống. Bây giờ lấy vợ, chuẩn bị gì lấy vợ chưa? Em thì chuẩn bị từ ba mấy năm rồi, chứ không phải đến bây giờ. À đó, nhà trai tôi lý lịch trích ngang là vậy đó, nhà gái thấy sao? Nói chung thì có chí thì nên thôi. Bây giờ mình hỏi về tình trường đi. Em gái có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em có 3 mối tình rồi chị, dài nhất là 1 năm. Sao chia tay? 3 mối tình em chia tay đều là yêu xa á chị. Rồi bây giờ người Tây Ninh còn người Hậu Giang. Thật ra nhau luôn á. Thật ra thì em mới từ Hậu Giang về Tây Ninh sống luôn á chị. Em mới từ Hậu Giang về Tây Ninh sống luôn á chị. Trời ơi. Em về Tây Ninh hồi đầu tháng 6. Em ở với Hậu Giang 3 năm. Sao tréo ngoe quá vậy? Mấy bạn giống như chơi rượt bắt nhau vậy đó. Dạ chào chàng trai. Chào chị ạ. Bên kia người ta yêu xa nên người ta chia tay đó. Mình tính sao, mình có dọn qua Tây Ninh không? Tại vì tiệm em nằm một chỗ để dọn cũng hay mình khó. Kéo người ta về. Chắc là kéo người ta về. Tại ngày xưa người ta cũng ở Hậu Giang mà. Vâng. Bao nhiêu mối tình rồi? Mối tình chính thức thì 4 mối tình. Toàn cấp 2, cấp 3. Chia tay do tính em nhút nhát quá. Nhút nhát quá. Còn mối tình thứ 3 thì mới cách đây tầm 6 năm. Tại vì cô đấy cũng quen mình nhưng không biết là mình là người thứ 3 lúc nào. Đoạn trường còn quá. Người thứ tư thì do cô ấy kém với chênh lệch tuổi quá nhiều, ngày nào cũng cãi nhau, ngày nào cũng chia tay, nói chung là mình đã kém tới 8 tuổi rồi nữa. Không, kia kém đến 14, 15 tuổi rồi. Ô là con rất là trẻ luôn, 25 tuổi hả, là sinh năm mấy ta? Dạ con sinh năm 97 á chú. 97 hả? Dạ. Ba mối tình chắc có kinh nghiệm yêu đương nhiều lắm nè ha. Hay vậy chứ đâu có kinh nghiệm gì đâu chú. Bây giờ mình muốn tìm một nửa mảnh ghép của mình như thế nào? Ngoại hình thì con thích bạn nam cao hơn con. Cao hơn? Cao. Tại vì con có 1m52 à. Bạn kia 1m53. Bạn kia 1m53. Nói là chứ cao hơn cũng khúc á. Dạ, rồi con cũng thích bạn nam hơi mập mập một chút. Nó cũng hơi mập chút à. Gần mập thôi. Dạ. Mập cỡ chú được không con? Dạ, được, cũng được cái chú. Hôm nay lên 8-9kg nữa. Hôm nay lên 8-9kg nữa. Gì nữa? Bạn nam thì không cần trắng đâu, cũng không cần đẹp trai lắm. Cũng không trắng mấy. Yên tâm, yên tâm. Con thích bạn nam về tính cách thì con thích bạn nam vui vẻ, dễ gần. Bạn này có đó. Bạn nam không hút thuốc, nhưng mà đi nhậu thì được chút. Sao, có hút thuốc không? Không. Chưa từng hút thuốc. Có nhậu không? Cái đấy thì người ta mời thì công việc thì... Đó, được. Gì khó hơn đi. Không có tính gia trưởng á chú. Mình nói hiền mà.
có mẫu hình lý tưởng nào không? Con muốn dốc ba con. Ba con luôn dành những điều tốt nhất cho con. Coi như dạ. là bạn trai con phải chăm sóc con như là ba con chăm sóc con vậy đúng không? Rồi, đại khái nó vậy đi. Con gái mà, lúc nào cũng muốn được nhỏ bé trong vòng tay của người rồi. Mình yêu. Được không em trai? Ok ạ. Ok ạ. Chăm sóc như một người cha chăm sóc cho con không được, được không? Không được. Vợ chồng chứ làm sao mà cha con được. Không, tức là tình yêu thương á. Yêu thương, trọn đời luôn á. Là không bao giờ gọi là... Không bao giờ làm tổn thương. Làm tổn thương hơn con gái của mình. Em chưa bao giờ làm tổn thương con gái. Những người người ta toàn tự chia tay, em chưa làm tổn thương người nào hết. Rồi. Mẫu hình lý tưởng của em là gì? Mẫu hình lý tưởng của em là chị. Mẫu hình lý tưởng của em là chị. Mẫu hình lý tưởng của em là chị. Hả? Nói lên nói chị cho vui thôi, chứ còn thực sự thì em mẫu hình lý tưởng thì không cần thiết nhiều, chỉ người cô gái nào hiền lành dễ tính lo cho gia đình là được. Bên đây á, thật ra nè, gương mặt cũng rất là xinh nha, cười tươi như chị Ngọc Lan luôn á. Vậy cái điều gì mà em không thích ở phụ nữ? Nói nhiều quá, nói nhiều là em đau đầu quá. Phụ nữ nào cũng hay có nói là tại mình không làm đó, rồi mình ta nói thôi chứ gì. Chị nghĩ là em nên tập làm quen với những cái âm thanh sống động như vậy ở trong gia đình. Tại vì cái cô tình trước nói em chịu không nổi. Nó mà chịu không nổi. Thật ra đó em phải quan điểm này nè. Giọng nói của người phụ nữ trong gia đình là âm thanh vàng đối với tất cả những người đàn ông. Phải quan điểm vậy thì... Đó là kim chỉ nam trong cuộc sống mà em. Người ta nói toàn đến 3-4 giờ sáng thì em còn kinh doanh, không ngủ thể ngủ được. Còn phải suy nghĩ, không thể nào ngủ được. Vậy là em mệt rồi. Bây giờ em về em có chiên nghiệm câu quanh nè nha. Gần như tiếng càm ràm nó trở thành một sự yêu thương trong mỗi gia đình chúng ta rồi. Thôi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Đúng rồi, em trai đi với ai? Em đi với cháu, cháu em. Cháu gì mà bự dữ vậy? Cháu chào chú Quỳnh Linh và em chào chị Ngọc Lan. Thì cháu tên là Giang, cháu là cháu của chú Kim. Thì hôm nay đến đây để cổ vũ tinh thần cho chú Kim. Để chú sẽ tìm được một người vợ. Nói chung là khi mà nghe cái câu đầu tiên á, nói là cho phép cháu gọi là cô luôn nha. Tại vì cháu đồng ý luôn rồi. Thì cái câu đầu tiên mà nhà gái nói là làm ở Bách Hóa Xanh á, thì cháu thấy ok rồi đó. Tại vì cháu cũng làm trong tập đoàn MWG Thế Giới Động á. Bách Hóa Xanh là một phần của Thế Giới Động. Thì những cô gái mà làm bên Bách Hóa Xanh á, thì rất là chăm chỉ, chịu khó. Cái ngoại hình của cô bên này thì cũng rất là xinh gái nữa. Tính cách lại hiền hòa, hoạt ngôn nữa. Rồi vui vẻ thì có thể bù qua cho chú của cháu. Chú của cháu thì khá là nhút nhát, nên là hai người có thể bù trừ cho nhau. Đó. Chú Kim ơi, cháu có một lần nhắn gửi, nhớ giữ nha, bấm nút liền tay luôn cho chú ha. Hôm nay gia đình chú Kim đi đông không? Gồm có cháu và anh chị em bạn bè kế bên này với lại ở bên kia nữa. Cổ vũ nhiệt tình luôn ạ. Trời ơi, quá trời đông. Chú Kim có tật xấu gì không cháu? Chú Kim có tật xấu rất là, hồi nãy chú có nhắc là chú cực kỳ nhát gái luôn, cầm tay cũng không dám. Vậy mà chú năm mối tình nặng á? Cháu cũng không biết là năm mối tình nào nữa, không biết được bao lâu. Chú thì rất là dễ thương và chịu khó. Từ nhỏ là chú đã bươn trải một mình rồi, tự tay gây dựng lên sự nghiệp. Chú nói là đủ ăn thôi, nhưng mà cháu nghĩ là chú có thể lo cho gia đình rồi xây dựng cái tương lai vững chắc đấy. Bây giờ có thể gọi là chú Kim là ông chủ đó. À, dạ. Hay quá. Rồi, cảm ơn cháu. Nhà gái đi với ai cơ? Dạ, hôm nay em tới đây với em gái ruột của em, với lại là hai người bạn đại học á. Dạ, con chào chú Nguyễn Linh, chào chị Ngọc Lan, chào anh. Dạ, em là Thúy, là em của chị Diễm. Nãy giờ ngồi bên đây thì thấy anh bên đây rất là hiền, dễ thương. Anh ơi, chị em bên ngoài thì mạnh mẽ vậy thôi, chứ thật ra thì chị em rất là yếu đuối, không biết là anh có thể che chở cho chị em được không? Trả lời liền. Bao giờ che chở được, mình làm trụ cột gia đình. Rồi ví dụ như là chị em thì muốn định cư ở Tây Ninh luôn á, thì không biết là anh sẽ như thế nào ạ? Dù định cư đấy, tại vì cửa hàng anh một giờ đi một tỉnh khác thì nó rất mất thời gian. Ở đấy có điểm đẹp thì anh sẽ dự định về đấy. Em hy vọng là chị và anh thì có thể là tiến xa hơn. Cảm ơn em. Thật ra cái này là chuyện lập nghiệp á, nó cái chuyện dời đi ở đâu nó không quan trọng. Quan trọng là mình có yêu người đó hay không. Chỗ nào có nhiều tiền mình ở đó, chỗ nào phát triển kinh tế tốt mình ở đó thôi. Và chỗ nào có tình yêu là có sự thành công. Đúng rồi. Đơn giản vậy thôi. Rồi, mở rào.
đến chương trình anh chưa chuẩn bị nhiều nên tặng em món quà. Cảm ơn em. Bao nhiêu tờ? Đây là tờ 50.000, em đặt bao nhiêu cái tờ? Cái này là em muốn 50 tờ, tượng trưng cho em gắn liền với bạn ấy 50 năm. Trời ơi, hợp lý nha. Em cũng có món quà muốn tặng anh. Ở trong này là một cái móc khóa có hình con gấu. Anh mang theo nó trời, coi như là nhớ tới em. Cảm ơn em. Ký mở con gấu màu hồng ra cho mọi người xem. À, em cũng có một con nữa, con của em màu nâu. Cặp à? Dạ. Thật hợp lý quá. Dạ. Các bạn cảm nhận về lần đầu tiên gặp mặt đi thế nào? À, em thấy gặp bạn gái là khá dễ thương. Đây là người lý tưởng của em. Em thì cũng rất là ấn tượng với anh. Tại vì nhìn anh thì trẻ hơn so với tuổi. Hồi nãy lúc mà nghe giới thiệu tuổi thì em cũng bên này cũng nghĩ lớn rồi, trưởng thành. Nhìn lại thì có cũng còn trẻ lắm anh. Dạ. Cảm ơn em. Nói chung mấy người lớn tuổi người ta cũng trẻ hơn với tuổi nhiều lắm á con. Chú cũng vậy, chú cũng trẻ hơn tuổi nhiều. Chú là lúc nào cũng trẻ mà chú. Ui, cảm ơn con. Mát lòng mát dạ, chú chủ yếu nói nhiêu đó để người ta nói lại thôi. Bây giờ mình nói chuyện hẹn hò đi. Anh cho em hỏi là anh ở ngay thành phố Ngã Bảy không? Anh ở thị trấn Kinh Cùng. Hồi trước em làm ở Bách Hóa Xanh, thị trấn Kinh Cùng á. Anh mua hàng hóa trong đấy rất nhiều. Dạ, không biết là anh có gặp em không ha? Cái đây anh... Chắc chưa, là chưa. Gặp rồi. Chắc đó chưa. Anh có câu hỏi nào hỏi em không? Thì gặp em anh thấy... Anh không phải hỏi nhiều nữa. Tại vì anh thấy em quá hợp lý rồi. Anh không muốn hỏi gì thêm nữa. Vậy mà kêu nhát gái. Trời ơi, ăn nói vậy mà kêu nhát gái. Bước tới chủ động nắm tay cô gái đó. Đó, tới lúc nhát rồi nè. Đó. Anh mời em đứng lên được không? Dạ. Anh mời em đứng lên được. Nắm tay. Nắm hai tay luôn. Nhìn thẳng vô mắt cô ấy. Coi cận mấy độ. Coi mắt nó có chinh miếng nào không? Có thay đổi gì không? Không, bạn này ok rồi em. Nhìn thẳng vô mới biết chứ chưa. Dạ. Mắt đẹp không? Rồi, khá đẹp ạ. Coi kỹ chưa? Dạ, coi kỹ rồi ạ. Hát tặng cô ấy một bài đi. Dạ. Anh đến quê em một chiều nắng ấm, khúc hát quê hương du dài theo sóng. Thái Bình ơi Thái Bình, ai đặt tên cho đất Thái Bình từ bao giờ mà trong nắng trong mưa lúa vẫn lên xanh tốt. Thái Bình ơi sao mà yêu đến thế. Một em gái rất là hiền hậu, một chàng trai rất là bản lĩnh, một người ở Hậu Giang, một người ở Tây Ninh, nó khá xa. Nhưng khi yêu nhau chắc chắn nó sẽ gần. Sau 3 tiếng đếm chúng ta suy nghĩ và bấm cái nút đó là xong. Bấm hết rồi. Cô gái bên đây cũng bấm luôn rồi, chưa kịp đếm. Vậy thì hai người nắm tay nhau luôn đi. Chúc mừng các bạn. Nào hãy đan tay vào với nhau. Đó, thấy chưa? Được không? Được. Ba mẹ em gái đang theo dõi câu chuyện này. Mình xin chào hai bác, mình cảm ơn hai bác gì đó. Em xin chào hai em bác, cho hai tụi con quen nhau. Con hứa sẽ chăm sóc các bạn thay cho cha của bạn ấy suốt cuộc đời này. Là trưởng thành rất là chín chắn. Cặp này lấy nhau là bền vững hạnh phúc. Xin nhắc lại, không phải là chuẩn bị cho người cũ mà sau đó anh mới chuẩn bị để đón người mới. Em tên là Phan Thị Thanh Trà, sinh năm 1984 ạ, là nhân viên văn phòng ạ. Quê em ở đâu em Trà? Dạ quê em Bình Định anh ơi. Bình Định, rồi mời anh trai. Dạ xin chào các vị khán giả. Chào Cát Tường và anh Quyền Linh. Chào anh. Chào bạn cùng chơi. Em tên là Lê Văn Tuấn, đến từ Quảng Ngãi, sống và làm việc công tác tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh làm việc gì hả? Mình là kỹ sư của an toàn bảo hộ lao động. Anh bao nhiêu tuổi anh? Dạ anh năm nay 38 tuổi ạ.
38 tuổi. Rồi hôm nay một cặp đôi rất là chín chắn trong tuổi tác ha. Mình đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ thì mối tình thì em được 3 mối tình ạ. Và chia tay đây cách đây cũng được 4 năm rồi ạ. Mình có rút ra được kinh nghiệm gì không hay mình có khó tính quá không? Dạ không, không hề khó, cũng dễ lắm chị. Dễ lắm hả? Dạ. Anh trai bên kia thì có bao nhiêu mối tình rồi? Thưa chị, em cũng có một mối tình chính thức, quen nhau hơn 3 tháng. Trời đất ơi. Chính thức mà có 3 tháng vậy, không chính thức là mấy ngày? Dạ không, thì quen nhau hơn 3 tháng thì lúc đó những đến hôn nhân thì sau này chia tay. Thì tức là quen nhau rồi. Dạ. 3 tháng sau 3 tháng tiến tới hôn nhân luôn. Dạ. Rồi mấy tháng sau chia tay? Dạ sau thời gian khoảng 1 năm là chia tay. Thì thời gian đó thì do cũng tính chất công việc, có những cái công việc mình đi làm xa á, thì sau này bây giờ thì em đã ổn định rồi. Thì cái lỗi đó thì cũng do lỗi của mình. Mình chia tay bao lâu rồi anh? Dạ vâng, chia tay được 2 năm rồi. Sau khi chia tay thì em đăng ký chương trình này luôn. Giờ 2 năm mới được mời lên. Mình có cháu nào không anh? Dạ thực tế thì em có một cháu, nhưng mà cháu đó thì hiện tại sống bên gia đình của người vợ. Sau khi chia tay khoảng 28 ngày là vợ em cưới chồng khác. Cái câu chuyện anh thì nó cũng rất là éo le ha. Anh quen chị ấy mới có mấy tháng thôi, sau đó cưới xong rồi á là chia tay mới 28 ngày chị ấy có chồng. Có lẽ là mình quen nhau nhanh quá, cũng chưa có hiểu rõ nên nhiều điều nó chưa có hoàn thiện lắm, đúng không anh? Thực tế thì cũng không hẳn là hoàn toàn như vậy hết, mà nguyên nhân là do là gia đình đó có một người con gái thì muốn em về làm rể. Làm rể luôn? Dạ, làm rể luôn. Tại vì nhà em là nó có cơ ngơi sự nghiệp sẵn rồi, mẹ em cũng không đồng ý điều đó. Nhưng mà giờ ví dụ như cô này nè, gia đình cổ cũng muốn anh ở rể nè, là không được đúng không? Dạ được chị. Được hả? Ủng hộ vậy? Em chưa được bao giờ ở rể. Hồi đó nên... chưa có tạo dựng sự nghiệp, người ta mời về làm rể sướng muốn chết thì không chịu. Bây giờ có sự nghiệp rồi, tại sao người ta kêu đi làm rể thì lại chịu? Tại vì khi mình phải tạo nên một cái gì đó thì mình có một căn bản để mình làm rể nó vẫn tự tin hơn. Đúng rồi. Đi đâu sẽ lo cho gia đình vợ được ạ. Được. Thì đàn ông mà đôi khi cũng có một cái sự sĩ diện. Mình chưa có gì mình về cái nhiều khi người ta nói ăn bám vợ rồi này. Đúng kia rồi. Rồi mà bám gia đình vợ, còn giờ mình có cơ ngơi rồi, mình không sợ, mình đi đâu cũng được hết. Vô luôn. Dạ, dạ, rồi. Rồi. Nãy giờ cũng nghe anh tâm sự rất là chân thành rồi ha. Dạ, thật sự là em cũng rất thắc mắc thôi. Bé hiện tại đang ở với mẹ. Bé đang ở với mẹ. Bé được bao nhiêu tuổi vậy bà anh? Bé 2 tuổi. 2 tuổi ở với mẹ. Dạ đúng rồi. Đúng rồi, tại mới chia tay 2 năm mà. Rồi. Thì thật sự là em nghe thì em cũng hơi bị lo vấn đề này. Lo gì em? Anh có thể có vợ thì ok, em không vấn đề gì hết. Nhưng mà đứa con là một vấn đề. Chị nghĩ thời buổi bây giờ cái vấn đề đó cũng không có sao hết em. Thứ nhất là con thì con nít là không có tội. Đúng. Thứ rồi. Hai là sống là bây giờ con cũng đang sống với mình mẹ. Mà dù có sống với mình cũng vậy, con nít nó rất dễ, mình thương nó thiệt lòng thì nó thương mình thật lòng thôi. Vấn đề này chị thấy không quan trọng. Quan trọng là tình yêu của hai người. Để chúc hai người gặp nhau đi. Em nghĩ rằng nếu mà có tình yêu thì cái gì nó cũng sẽ qua hết thôi. Dạ. Bây giờ em muốn tìm một chàng trai thế nào? Dạ thì nói chung tuổi mình nó đã 38 rồi, cũng đủ lớn rồi anh. Nói chung là cũng nghĩ là cơ sở kinh tế đã vững, cũng biết suy nghĩ, cũng biết chia sẻ công việc vợ cho gia đình. Đừng có gia trưởng, đừng có gọi là tính đàn bà một tí đó anh. Nói một lần thì được, đừng có nói nhiều lần quá. Rồi. Quá khó. Anh có yêu cầu một người phụ nữ như thế nào không? Em thì chỉ mong rằng là người bạn của em là biết chăm lo gia đình, biết dung hòa trong cuộc sống, giúp đỡ mọi người xung quanh. Trời, không mong muốn gì nữa không? Dạ không ạ. Xin chào chị ạ. Dạ chào anh. Nãy giờ anh có hình dung được bạn gái bên này là như thế nào không? Thì em nghĩ là cô gái này là rất là nữ tính. Thứ hai nữa là cũng là một người khá về hiểu biết về cách sống. Nếu bây giờ được thì khi nào anh tiến tới hôn nhân được? Em nghĩ thì trong năm nay thì sẽ tốt hơn. Tại vì em đã chuẩn bị cái này cách đây đã 2 năm rồi. Thì hiện nãy gia đình của em thì hiện tại là chỉ còn một mình em thôi. Thì em sống này thì có thể lập nghiệp trong này. Dạ, vậy là chị không có phải làm dâu gì hết hả anh? Hiện tại không cần phải làm dâu gì hết. Rồi. Tại vì mẹ em là bên quân đội về hưu. Hiện tại em đã xây nhà cho mẹ em ở hết rồi, đầy đủ hết rồi. Đầy đủ hết rồi ha. Rồi, vậy là mình chỉ tiến tới hôn nhân lo cho mình thôi ha. Mình lo cho mình. Coi như cái này chuẩn bị 2 năm trước cho người cũ, người sau vô hốt luôn ha. Rất là trưởng thành, rất là chín chắn. Cặp này lấy nhau là bền vững hạnh phúc. Xin nhắc lại, không phải là chuẩn bị cho người cũ mà sau đó anh mới chuẩn bị để đón người mới. Nha, chứ không phải là chuẩn bị cho người cũ đâu.
để mình xem là đàn gái thế nào. Em chào anh. À, xin chào em. Dạ. Nói rất dễ thương. Anh thấy anh bên đây đúng là mẫu người của gia đình đấy, từng trải trong tình hôn nhân rồi. Dạ. Thật ra đây cũng là một cái bến đỗ mà anh nghĩ rằng cũng an toàn đấy. Anh ấy cũng rất hiền. Hiền. Dạ. Nghĩa là được rồi anh. Được ha. Dạ. Hiền như anh là được rồi. Nhanh được rồi ha. Dạ. Chị cũng thấy được đó. Thôi để hai người gặp đi. Dạ. Mình có đi với người thân không em? Dạ có. À, em đi với ai chị sẽ cho em tham khảo ý kiến người thân của em trước nha. Dạ. Chị ruột và anh rể và chị cùng đồng nghiệp ạ. Ồ, chị ruột với anh rể. Dạ, em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường ạ. Chào chị. Nói chung anh bên này rất là chín chắn và trưởng thành ạ. Nói chung là tùy em, cảm xúc của em có cảm xúc hay không. Nếu mà có cảm xúc thì cả hai cho một cơ hội lẫn nhau ạ. Anh ơi, gì chị anh ơi, anh thấy chị em anh có hình dung ra em không anh? Dạ. Chị hai chị em giống nhau y chang vậy đó. Một phần không đó anh ơi. Chị ơi, cho em hỏi cho trước khi anh lên tham gia chương trình này, anh đã trong tâm nguyện anh đã nói rồi, anh đi cưới vợ là để đâu đang nói chuyện chị này, đang nói chuyện với chị dâu chị. Dạ, thì em cũng vợ đó. Hứa với chị rằng á, nếu em được ghi tên vào trong gia phả của chị, gia đình của chị, thì em sẽ chăm sóc cho em chị năm tháng hạnh phúc sau này hơn. Trai đi với ai? Dạ, hôm nay em đến gồm có là anh chị lãnh đạo của công ty, có là chị Hòa là trưởng phòng nhân sự và anh Dũng là trưởng phòng kỹ thuật, cùng với coi như là 10 anh em. Trời ơi. Chắc là nguyên khu vực này đúng không? Nguyên cơ quan, nguyên phòng luôn. Dạ. Cùng với công ty và kèm theo đó là có một đứa em con cậu của em đến đây nè. 500 anh em dầu khí đâu. Rồi, chào mấy anh chị. Em chào mấy anh ạ. Rồi, chào chị. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Dạ. Và xin kính chào tất cả quý vị khán giả. Em thì là đồng nghiệp của anh Tuấn được khoảng 2 năm rồi. Thì tuy thời gian không dài nhưng mà cũng đủ để có thể nhận xét một con người. Đấy thì với anh Tuấn, trong công việc thì anh Tuấn là một người rất là nhiệt tình, năng nổ và làm việc có trách nhiệm. Thì đấy là một cái đức tính rất là quý trong công tác. Đấy thì anh Tuấn này thì theo em nghĩ có tố chất để trở thành một người chồng tốt trong tương lai. Đấy. Yeah. Dạ. Thì còn đối với em, dạ, thì chị gặp là lần đầu tiên. Dạ. Nhưng mà chị có cái cảm giác là khi gặp em ấy thì tức là em là một người nhanh nhẹn, hoạt bát. Dạ, em đấy, và rất là dễ thương. Đấy thì chị là ở công ty và làm công tác tổ chức thì cũng rất là muốn là tìm cho anh Tuấn một cái người mà bạn đời. Đấy, vì thực ra thì với anh Tuấn thì cái hoàn cảnh của anh ấy nó cũng hơi khác biệt. Yeah. Đấy thì chị cũng hy vọng rằng là qua cái cuộc hẹn hò ngày hôm nay, yeah, thì sẽ có một cái kết quả tốt. Đấy. Yeah. Đấy. Yeah. Và cũng cầu chúc cho hai bạn là sẽ đi được cái đến cái đích cuối cùng. Dạ. Yeah, vâng. Cảm ơn chị. Rồi, cho đôi trẻ gặp nhau đi. Kéo màn. Kéo màn lên. Cho đôi trẻ lên nữa. Kệ, người ta chưa lấy đám cưới thì cứ cho là trẻ đi. Rồi, mời anh chị. Rồi, em chào anh. Chào em ạ. Ồ, anh thấy em như thế nào? Anh thật bất ngờ. Thủ tục đầu tiên. Anh xin lỗi do em hỏi gấp, anh cũng quên. Dạ rồi, em cảm ơn. Dạ. Thật sự thì hồi nãy có nghe anh chia sẻ thì nói chung em cũng hiểu hình dung là anh cũng là một đàn ông của về gia đình. Thật sự nếu mà được có với nhau thì sau này về kinh tế ai sẽ là người giữ anh? Dĩ nhiên rồi, cái đây là truyền thống Á Đông mình, là người phụ nữ là giữ tiền là tốt nhất. Ồ, công việc của anh hay đi công tác không anh? Công việc của anh thì hiện tại làm văn phòng, đi công tác thì cũng rất là ít. Nói chung là lên tới đây gặp với nhau là cũng cái duyên, thì mình cũng nên cho nhau một cái cơ hội. Anh cũng nghĩ vậy, tại vì anh xác định rồi, anh cũng chọn cô đơn thời gian dài để đến ngày hôm nay, và ngày hôm nay anh đã nhìn được dường như đã là hạnh phúc của mình đang tìm đến, và cái duyên đó là do một cái sự gì đó ban cho mình, còn cái nợ hay không là do chúng ta quyết định. Dạ. Anh mong rằng là em là người phụ nữ cuối cùng để anh chăm lo sau này. Hay quá. Một những cái lời nói rất là chân thành, thực sự mà nói anh cảm giác á, nghe mà nó muốn đứt ruột, đứt thấm gan luôn thiệt. Á cho nên không còn á, gì để nói thêm. Đây là một nữa. Người rất là chân thành, anh không cần gì nói thêm nữa, nhưng mà qua những lời đó khán giả cũng đã cảm nhận được. Quan trọng là em
trái tim nó rung động thì chúng ta hãy làm theo sự mách bảo của nó. Ở đây chỉ có chúng ta mới quyết định được tất cả mọi thứ em nhé, trong tình yêu hôn nhân chính chúng ta thôi, không ai cả. Nào, hãy để tay vào nút bấm. Suy nghĩ thật kỹ nha. Một, anh thấy rằng cuộc hôn nhân này có lẽ nó rất là chín chắn rồi đấy. Hãy quyết định, cơ hội dành cho các bạn. Hai, ba, hết thời gian. Quá. Chúc mừng em. Anh này rất là ok đấy. Chúc mừng em nha. Dạ, em cảm ơn. Thật sự là anh lo là em không bấm thôi. Dạ. Em anh cũng biết hơi suy nghĩ. Có, em đang có những cái suy nghĩ trong đầu, vẫn đang đấu tranh với chính mình đúng không? Dạ. Anh nghĩ rằng hôm nay là một cái cơ hội, một cái duyên đấy. Đừng, không đơn giản đâu nha, không đơn giản chúng ta gặp nhau trên đây đâu. Hàng ngàn người đăng ký, cả chục ngàn người đăng ký, đâu phải ai cũng có thể có duyên gặp nhau. Anh ấy chờ 2 năm mới được chương trình mời lên đây gặp em. Dạ. Không, mà cái cảm giác của em là cặp này sẽ thành công. Anh tự nghĩ cô không bấm, nhưng mà sao trong lòng em thấy là cô ấy sẽ bấm. Tự nhiên cái cảm giác của phụ nữ vậy đó. Anh mong rằng em sẽ bấm, bởi vì đây là con người rất chững chạc. Đi có trưởng phòng, có 500 anh em dầu khí theo là cũng dữ lắm rồi. Người ta phải hiểu ảnh thế nào người ta mới đi, đúng không anh chị? Chứ nếu như ảnh không đàng hoàng, ảnh này kia thì chưa chắc có 500 anh em dầu khí đây đâu. Rồi, một càng pháo tay nữa, chúc mừng cho cặp đôi ngày hôm nay. Mày chúng ta nắm tay nhau nào. Nắm chặt tay nhau nào. Chuyện gì đến nó sẽ đến. Rồi, đây là chuyện hết quận nhất để mình tìm. Dạ. Mình chọn được mỗi hồng này là hồng ca thôi. Hồng Nhật thì mình không thích, hồng Nhật mình không thích. Dạ. Thì mình cũng lấy 19 bông cho đủ ý nghĩa. Dạ. Thế thôi, thì là bản thân mình thì mình cũng đặt tâm nguyện vào bông hồng này. Nhất thứ hai là mình cũng có món quà thứ hai. Thì cũng mong bạn nhận cho là cái buổi gặp mặt đầu tiên. Còn về sau này thì thôi thì cuộc sống của mình thì mình cũng đã nói phần trước rồi. Thì hôm nay lên đây gặp Thu ở đây thì cũng thứ nhất là nhờ chương trình, thứ hai là cũng là hữu duyên. Có thể cho phép mình được tặng bạn một món quà thứ hai nữa, cũng mong bạn nhận cho mình. Rồi mình sẽ cũng mong muốn rằng cho nhau, chúng mình cho nhau cơ hội để mình tìm hiểu sâu hơn, bấm nút rồi tìm hiểu sâu hơn. Tất nhiên mọi việc nó còn ở tiếp về phía sau nữa. Dạ. Nên là cũng mong bạn nhận. Anh em đi sao lại bạn đấy? Không bạn sao này lại hả? Chứ sao lại không lại khó xử? Anh em đi em ơi. Cho em mượn cái món quà. Đây từ. Món quà thứ hai nữa kìa. Thu ơi, Thu ơi, Thu ơi, người yêu dấu. Trời ơi. Trời chân giờ là anh quá chân thành luôn á, thật sự như vậy là bạn. Ừ. Bạn quá chân thành nè. À. Không biết là mở số nào nữa. Đầy đủ luôn á. Ừ. Trời ơi nhẫn nữa. Ôi trời ơi, coi như hôm nay là cái buổi lễ. Chị ơi mở số nào đi, chị mở giúp em. Ôi chết rồi. Con ơi, con giúp bố này. Nhanh đi, phấn khởi. Nhanh, giúp bố. Thế này nó mới có ý nghĩa được. Đúng rồi, con gái. Đây con, lên giúp bố. Đây. Đấy. Ừ, không đây. Bố đi con. Bây giờ nhà gái mình sẽ giới thiệu về bản thân mình chút coi nè. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân, em xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Em xin chào hai họ đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em xin chào tất cả các khán giả đang xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò của đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, tên của em là Vũ Thị Lựu và em còn một cái tên thứ hai mọi người thường gọi em đó là Thu Áo Dài. Thu Áo Dài. Năm nay em 42 tuổi. Công việc của em là chuyên may thời trang áo dài ạ. Vậy hả, là dạ. Thu Áo Dài. Dạ. Là chuyên may áo dài. Dạ. Chào hết tất cả mọi người mà đối tượng của mình bển thì không chào. Em nhớ nhắc là em chào đi. Dạ, em xin chào anh bên kia ạ. Dạ, rồi, xin mời nhà trai ạ. Em giới thiệu, em tên là Bùi Đăng Tứ, tên thường gọi là Tứ Diện. Em năm nay 42 tuổi, quê quán ở ngoài Ninh Bình. Em vào đây được 4 ngày rồi. Em xin chào chú anh Quyền Linh và chị Hồng Vân, bạn gái cùng chơi và toàn thể khán giả. Tức là của em vẫn ở Ninh Bình. Vâng. Em làm Ninh Bình luôn. Vâng. Làm gì vậy Tứ? Em hiện tại ở nhà đang cơ sở kinh doanh một cửa hàng vật liệu xây dựng hoàn thiện nội thất đấy. Và kinh doanh nhà đất. Nhà đất luôn. Bây giờ mình vào đây tham gia chương trình xong mình về ngoài đó ha. Còn em gái bên kia là ở đâu nhỉ? Dạ, quê em ở Bình Phước ạ. Bình Phước. Thì em đang công tác ở đâu? Dạ hiện tại em làm tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Làm gì em? Dạ em chuyên may thời trang áo dài. Áo dài. Bên là áo dài. Dạ. Bên là vật liệu xây dựng rồi kinh doanh nhà đất luôn. Ha. Em là ở Ninh Bình nhưng mà còn bạn gái em kia có quê quán gì, có bà con gì ở miền Bắc không em? Dạ quê có. Em còn một số người ở miền Bắc ạ. Mà quê chính gốc của em ở đâu? Quê chính gốc cha là ở Thanh Hóa.
Thanh Hóa. Dạ, vậy là sát bên. Mẹ ở Hà Nội. Phải là gần đấy. Ninh Bình là mẹ là, thì là, mẹ Bình, thì ở Hà Nội á Linh. Ninh Bình là quê của anh đấy nha em. Anh là ở xã Bùi Chu đấy. À. Ủa là sao Linh? Đi, Linh nhà, quê Linh ở đâu? Linh là đi nhà thờ đá Phát Diệm không đấy? À vâng. Linh sao Linh ở Tiền Giang mà? À, quê mẹ. Quê mẹ ở ngoài đấy. Ninh Bình hả? Ồ. Bà ngoại là dân Bùi Chu. À. Rồi, bây giờ là mình mỗi người kẻ Nam mình người Bắc đó nha. Nó hơi xa đấy. Thành ra bây giờ mình phải trao đổi kỹ để xem tình yêu thế nào nó đủ lớn, đủ thăng hoa để chúng ta có thể đến với nhau được hay không nha. Em gái, nếu như bây giờ á với tình yêu gọi là thăng hoa đó, đủ lớn á thì em có chịu theo chồng về Ninh Bình không? À dạ, nếu mà tình yêu đủ lớn và em tìm đúng được cái người mà bao nhiêu lâu nay em mong đợi thì em nghĩ là vị trí địa lý không quan trọng, quan trọng nhất là con người thôi ạ. À, tức là nếu mà chấp nhận thật về thì sẵn sàng về Ninh Bình đúng không? Dạ. Rồi vậy được rồi. Thôi em nói luôn cái điểm mạnh điểm yếu của mình đi thôi. À, dạ, điểm mạnh của em á là gọn gàng, sạch sẽ, biết quan tâm, chia sẻ và luôn sống ở một cái tinh thần lạc quan, tích cực và đặc biệt là em giao tiếp với mọi người rất là thân thiện, gần gũi và ở môi trường nào thì em cũng đều có thể hòa đồng được. Còn điểm yếu của em? Điểm yếu của em là sống thẳng thắn và hơi kỹ tính, và một chút nữa là em dễ bị xúc động. Thẳng thắn tốt mà. Người dễ xúc động là những người sống rất là tình cảm á. Rồi em trai, điểm mạnh điểm yếu thế nào nói cho nhà gái biết đi. Vâng, thưa anh với lại chị Linh với chị Đông Vân và bên nhà gái toàn thể các bạn trường quay với bạn gái bên là em sống là nội tâm nhiều. Và về góc độ gia đình thì là sống cũng tự lo được cho toàn thể gia đình được. Công việc thì là ổn định mà hiện tại thì là mọi việc là cũng đang hoạt động rất tốt. Vâng, em vào đây là cũng đi theo con gái lớn em cũng đã lỡ một vâng, cũng đã lỡ dở một cuộc kết hôn rồi. Em có gia đình rồi. Vâng. Bao nhiêu năm? Em được 17 năm. 17 năm. Vâng. Ôi, mình có mấy cháu? Em có 2 cháu. Một cháu gái, cháu trai hả? Vâng. Cháu gái là vào bao nhiêu tuổi rồi? Cháu gái đang học lớp 11. 11, còn cháu trai? Học lớp 9. Và bây giờ hai cháu đang ở với em luôn. Vâng, đúng. À. Em cũng ly hôn được nhà em được một năm rồi. Vâng. Hiện nay con gái em đăng ký chương trình cho em là cũng mong muốn cho bố tìm được một cái người phù hợp để về chia sẻ trong cuộc sống và có một cái gia đình ổn định để tiếp tới công việc để con gái đăng ký cho cha đó hả? Rồi dễ thương quá vậy. Rồi con gái này có lên tham dự với em không? Với lại bạn trai em tên là Thắng cũng làm doanh nghiệp, cũng làm bên mỏ. Chưa đâu con. Hai vợ chồng 17 năm đó. Rồi cũng hai đứa con lớn rồi. Vâng. Nhưng mà phải căng thẳng lắm, chia tay là căng thẳng lắm á. Rồi hiện nay thì bà xã của em có gia đình mới chưa? Em cũng không để ý. Bao lâu mình mới gặp lại bà xã? Cũng không gặp lại nữa. Ở xa không? Ở cách nhau 100 cây, hơn 100 cây. Hơn 100 cây. Vậy là bà xã ở đâu? Trên Hòa Bình. Hòa Bình. Rồi, đó là lý lịch trích ngang của bên đây, còn bên nhà gái sao? Mình nói luôn về tình duyên của mình đi cơ. À, dạ, đó giờ em có 2 mối tình. Mối tình đầu thì còn nhỏ quá cho nên là giống như hai người chưa có đủ nghị lực để vượt qua cái khoảng cách địa lý ạ. Dạ. Còn mối tình thứ hai thì sau 10 năm đó, tính từ mối tình đầu thì em cũng được mai mối và quen. Nhưng mà quen một thời gian thì thấy anh ấy có nhiều điều hay che giấu em á. Cho nên em thấy không phù hợp, em cần một sự nghiêm túc và chân thành. Cho nên em thấy không phù hợp cho nên là tụi em chia tay ạ. Chia tay, bao lâu rồi cưng? Cách đây cũng 8 năm rồi. Xin chào anh. Dạ. Em ơi, tức là nãy giờ em nghe câu chuyện đây rồi. Dạ. Có 2 người con rồi. Em cảm thấy thế nào? Thì có lẽ là mỗi người
có một cái duyên nợ thì ai cũng mong muốn cuộc sống mình hạnh phúc hết, nhưng mà ví dụ nó không trọn vẹn thì không sao, miễn là người đó luôn có ý chí cầu tiến và có nghị lực sống và hướng tới tương lai, hướng tới cái cuộc sống tốt đẹp thì em nghĩ là không vấn đề gì. Dạ được rồi, bên đây là cầu tiến, đang hướng tới tương lai đó chứ, đang phát triển kinh doanh rất là tốt, mà con gái như thế luôn rất là tình cảm luôn á, con gái đăng ký cho bố nữa đó. Dạ hay nó được về nên con gái con hả? À, con gái xinh đẹp dễ sợ luôn á. Ôi xinh xắn mà lớn mà con nhiêu tuổi rồi? Không, con trả lời đây đi chút xíu nữa. Cầm luôn đi con, được sao đâu, mười đô thôi con. Dạ con tên Huyền Trang, năm nay con 17 tuổi á. 17 tuổi rồi. Sao con đăng ký cho bố đi tìm vợ vậy con? Là do là ở nhà thì con với em con thì suốt ngày đi học, lại con thấy bố cũng vất vả, với lại nhiều điều nó hơi rắc rối, nên là con đến với cái chương trình này thì con muốn đăng ký cho bố để tìm được người có thể tâm đầu ý hợp và chia sẻ mọi công việc với bố để bố có thể bớt vất vả đi ạ. À, trời dễ thương quá. Đăng ký cho bố lấy vợ nữa chứ. Mà con, em con thì bây giờ đang ở đâu? Dạ em con đang ở ngoài Ninh Bình ạ. À Ninh Bình, còn hai bố con là bay vô đây. Dạ vâng ạ. Mấy hôm nay nôn nao không con? À, có, con cũng thức đêm con không ngủ được vì bố. À, nhưng mà con nghĩ hình dung con đầu á là gọi là mẹ kế của con có giống người này không? Dạ có chút giống ạ. Con thấy cô này thế nào? À, con thấy cô cũng xinh, thấy cũng rất là hiền lành và dễ thương ạ. Trắng trẻ. Không biết là con có giống bố hay không, vì cô chưa qua bên đó cô nhìn, nhưng mà con thấy, cô thấy là con có cái nét giống cô Thu á. Thiệt, cái nét của con là hơi giống cô Thu nè. Sắc như sao luôn. Xinh xắn ha. Mặt rất là xinh sắc luôn đấy. Vậy là nếu mà cô về sống chung với con thì con có yêu cầu gì cô? Dạ nếu như mà cô về chung sống với gia đình con thì con cũng không yêu cầu gì nhiều ạ. Con chỉ cần một người luôn lo lắng và luôn chia sẻ cùng với bố và yêu thương chúng con là được ạ. Lại chúng con cũng lớn rồi, cũng tự lo cho bản thân mình được, nên là cũng không mong cô là không lo gì cho chúng con là nhiều ạ. Chỉ cần lo cho bố thôi ha. Thì cần dễ thương quá trời luôn. Còn kia là gì? Bên kia là bạn hả? Em xin phép được chào anh Quyền Linh, em chào chị Hồng Vân, em xin chào khán giả. Em tên là Nguyễn Văn Thắng, em sinh sống ở Ninh Bình. Em là bạn của anh Tứ Diện ạ. Và hôm nay được anh Tứ Diện mời đi dự cùng một ngày quan trọng này. Thì chúng em vào từ ngày hôm kia, thì cũng một ngày đến ngày hôm nay thì là ngày quan trọng nhất, thì em cũng rất là cảm kích. Thì em dù là gia đình hơi xa, vậy nên là điều kiện cũng không cho phép để đi được nhiều, nhưng mà có hai chú cháu cùng đi với anh thì cũng là niềm động viên với anh ấy. Thì để em nhận xét thì với chúng em thì với anh Diện thì đã sống được 10 năm nay, thì về anh Diện thì có những ưu điểm và nhược điểm. Thì xin em được nói trước về nhược điểm thì anh ấy có một chút là người hơi thẳng tính, trực tính. Còn ưu điểm của anh ấy thì cũng nhiều lắm. Anh ấy quan tâm gia đình và một người sâu sắc, một người đàn ông chính trực, làm ăn cũng rất giỏi. Em có cảm nhận gì về bạn Thu? Em có cảm nhận là chị Thu là một người rất là duyên dáng, dễ thương, hiền lành, phúc hậu. Thế thì qua đây thì em cũng mong là giữa hai anh chị có một cái cơ hội cho nhau để về đoàn kết, đoàn tụ và hạnh phúc. Rồi sẵn đây mình hỏi luôn của bên Thu đi. Thu đi với ai vậy? Dạ. Hôm nay em đi với bác em và vợ chồng của em trai em và các người bạn rất là thân thương của em ạ. Xin kính chào hai MC cùng tất cả các quý vị ở khán phòng. Tôi là bác của cháu. Bác là quê đâu vậy? Bác quê Thanh Hóa. Thanh Hóa à? Thanh Hóa là ở Bìm Sơn đấy ạ. Bìm Sơn. Nhưng mà vào đây chắc cũng gần 30 năm rồi. Nhưng mà ngoài đó chắc còn bà con ha. Cũng về liên tục. Nói chung về đó cũng có bà con mà. Thì bác cũng thay mặt nhà gái có nhận xét về nhà trai. Bác thấy thì cũng nói cháu đi ha. cháu đấy. Cháu ta cứ gọi là thì thấy chững chạc,
nhìn hiền lành thì bác cũng chấm rồi đấy. Chương trình tạo điều kiện cho các cháu gặp nhau là tao kính trọng rồi, còn bác cũng muốn là cuộc hẹn hò là thành công, đến thành công đấy. Đấy, cho nhau cơ hội tìm hiểu đây, đạt được hạnh phúc lâu dài. Rồi cảm ơn bác hiền quá, dễ thương à. Rồi sẵn mình hỏi là... mình hỏi Thu đi. Okay. Mình hỏi Thu đi, chị hỏi thiệt em nè, em nhìn bé gái con của cái người bạn trai bên kia đó, cái cảm nhận của em như thế nào? Bé rất là xinh xắn. Và nhìn vào đôi mắt bé thì em nghĩ là bé là một người tình cảm. Dạ. Tình cảm và ngoan nữa đúng không? Dạ, đúng. Chị cảm nhận bé này rất là ngoan á. Rồi, có đôi khi mình chỉ nhìn con một gia đình nào đó mình biết gia đình họ thế nào. Đúng rồi. Mà còn em á thì em có mong muốn cái người chồng của mình á phải đẹp trai không? Dạ không ạ. Người đàn ông mà em thích là một người điềm tĩnh, tự tin, sống có trách nhiệm, yêu gia đình và biết quan tâm chia sẻ là được ạ. Ok, em không thích điều gì đàn ông? Đừng có cọc cằn thô thiển, gia trưởng. Cọc cằn thô thiển, gia trưởng. Ai cũng sợ luôn á, thực sự lắm luôn á. Và đừng có ghiền bất cứ một cái gì cũng biết là được, đừng ghiền. Không ghiền vợ được, em phải ghiền vợ chứ. Chưa chắc, thì ghiền quá cũng không được đâu. Ủa cái đó người ta mong mà. Ghiền quá chuyện của người ta, chuyện đó. Ai cũng, bà vợ nào cũng mong muốn là chồng ghiền mình hết trơn. Về hỏi Thảo có phải không? Lúc ghiền lúc không chứ sao phải ghiền. Mắc cười quá. Hai em trai, em mong muốn một người phụ nữ sẽ cùng em đi hết cuộc đời còn lại như thế nào? Vâng, thưa anh, là em cũng thật sự đến đây là cũng là tâm nguyện. Thứ nhất là của gia đình mà cũng của những cá nhân bản thân em. Thì cũng mong muốn cho có chương trình thì mình cũng là chương trình là mình tìm được đúng người của mình, đúng người mà phù hợp trong cuộc sống, mà thật sự là có cái tấm lòng chân thành đối với gia đình. Mà cá nhân em thì cũng muốn người để tìm được người để sống đến với nhau, được sống đến được đến đầu bạc và đến cuối đời còn lại của mình để dành cho nhau. Và cũng mong muốn là hiểu được hoàn cảnh của em và chia sẻ cùng em trong cái cuộc sống thôi. Còn về công việc thì là em khẳng định là em tự em sắp xếp lo được. Em chỉ muốn người phụ nữ kể cận với em mà đi bên em, luôn đứng bên cạnh em ở mọi lúc mọi nơi thôi, và chia sẻ trong cuộc sống, thế là ok tình rồi. Yêu á, cho người sống vợ chồng á, mình muốn như thế thì mình thấy như thế nào với người ta, nó giống như tấm gương soi vậy đó. Chứ nếu mình muốn nhưng mà mình không có gọi là chăm sóc quan tâm người ta thì mình muốn như không à. Có qua có lại đó ha mối. Bổ trợ cho đúng nhau không, á. Mối. Có qua có lại với tọa lòng nhau đúng á mối. Bây giờ em nghe người thân nói rồi, hai bên nói chuyện rồi, anh với Hồng Vân nói chuyện thì em cảm nhận người phụ nữ này có bao nhiêu phần trăm mà em mong muốn? Em xin phép được nhận định khả năng cũng đạt tới 80% rồi đấy. 80% rồi. Chị là thấy đến 90% chứ không phải 80 đâu. Rất là hiền nha. Xinh xắn mà chưa có gia đình luôn gia đình á luôn đó. Nhưng mà em có chấp nhận một người đàn ông đã có gia đình không? Dạ thì em nghĩ là con người giữa hai người có tình cảm yêu thương nhau, gắn kết và vun đắp hạnh phúc là được. Còn đương nhiên là ở tuổi em thì để mong đợi một người độc thân như em thì chắc là rất hiếm. Đúng rồi. Và tuổi xuân của em thì cũng nói chung là tuổi trẻ nó cũng đã qua rồi. Không, em còn trẻ lắm á. Thấy nghe nói 42 không tin xinh đâu. Xinh xắn. Xinh dễ thương mà. Yên tâm. Thôi, mới mở rào. Mở rào đi, hai người tự cảm nhận nha. Mở rào. Còn cái chuyện được hay không, cảm nhận thế nào là do hai bạn nha. Bây giờ chúng ta cảm nhận xung quanh không có ai đi. Đây là khoảng không gian của hai bạn đó. Bắt đầu. Chào luôn. Chào luôn. Chào anh. Tiến tới đi. Chắc đứng hình luôn rồi. Đứng hình luôn rồi. Nhìn rất thì em đến chương trình thôi thì trước hết có món quà thì cũng mong bạn tặng nhân ngày gặp mặt đầu tiên. Dạ, cảm ơn anh. Thực ra thì trước khi lên chương trình đó thì em cũng có mơ ước là người đàn ông ấy sẽ tặng em một bó hoa màu tươi. Thì
đúng là như ý nguyện. Nhưng mà chắc số bông thì nó chưa được như vậy thôi. Nhưng mà màu hoa hồng thì đúng như ý em mong muốn. Rất là cảm ơn anh. Thực sự là mình cũng đi hết quận nhất để mình tìm. Dạ. Mình chọn được mỗi hồng này là hồng hồng ta thôi. Hồng Nhật thì mình không thích, hồng nhập mình không thích. Dạ. Thì mình cũng lấy 19 bông cho đủ ý nghĩa. Dạ. Thế thôi thì là bản thân mình thì mình cũng đặt tâm nguyện vào bông hồng này. Dạ. Nhất thứ hai là mình cũng có món quà thứ hai. Thế cũng mong bạn nhận cho là dạ, cái buổi gặp mặt đầu tiên. Dạ. Còn về sau này thì thôi thì cuộc sống của mình thì mình cũng đã nói phần trước rồi. Thì hôm nay lên đây gặp Thu ở đây thì cũng thứ nhất là nhờ chương trình, thứ hai là cũng là hữu duyên. Có thể cho phép mình được tặng bạn một món quà thứ hai nữa, cũng mong bạn nhận cho mình. Rồi mình sẽ cũng mong muốn rằng cho nhau, chúng mình cho nhau cơ hội để mình tìm hiểu sâu hơn, bấm nút rồi tìm hiểu sâu hơn. Tất nhiên mọi việc nó còn ở tiếp về phía sau nữa. Dạ. Nên là cũng mong bạn nhận anh cho em mình đi. Sao lại bạn vào đấy? Không, sau này lại hả? Chứ sau này lại khó xử. Anh em đi em ơi. Chờ em mượn cái món quà. Đây từ. Món quà thứ hai nữa kìa. Xong đi. Ô, 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 ô. Thu ơi, Thu ơi, Thu ơi, người yêu dấu. Trời ơi. Trời chân vậy là anh quá chân thành luôn á, thực sự như vậy là bạn. Ừ. Bạn quá chân thành nè. Không biết là mở số nào nữa. Đầy đủ luôn á. Ừ. Trời ơi nhẫn nữa. Ôi trời ơi, coi như hôm nay là cái buổi lễ chị ơi, mở chỗ nào nhỉ? Mở giúp em. Ôi, dồi, ôi chết rồi. Con ơi, con giúp bố này nhanh đi, phấn khởi. Nhanh, con giúp bố. Thế này nó mới có ý nghĩa được. Đúng rồi, con gái. Đây con, lên giúp bố. Đây. Đấy. Ừ. Không đây. Giúp bố đi con. Này, cảm ơn. Trời ơi. Là cậu sinh năm 79 nhỉ? Dạ. Yeah. Tuổi âm đấy, tuổi âm sinh năm 79 đúng không? Dạ. Yeah. Ừ. Đây này, nãy cô đưa nó cái đó. Con gái mà phụ bố mà đeo dây chuyền cho mẹ kế thì hiện tại là công việc của mình đang làm. Mà coi như là chương trình đã ghi nhận lại nhé, cả nước đều thấy rồi nhé con nhé. Đấy. Có bà mối ông Mai nữa nè. Nhìn cái hình ảnh này xúc động lắm nha, trong mỗi gia đình chúng ta đó còn thấy hình ảnh này xúc động lắm á. Tôi mà là con gái là tôi rụng tim nãy giờ rồi đó, rụng nụ bé con... nó cũng rung giống bố nó luôn đó. Rồi cảm ơn con gái. Rồi, cảm ơn gái nha. Cảm ơn con gái. Rồi bố có đeo gì, bố đeo cái này gì để bố ơi. Cái này để bố, cái này để bố này. Ừ đó con rồi. Đó rồi, cảm ơn con. Cái chuyện này của bố đưa chị cầm hoa hộ. Ôi giời ơi, à thôi cứ cầm hoa đi. Cũng quà, nói chung là mình cũng suy nghĩ là vấn đề thôi lớn lên chuyện ơi rất sâu xa rồi. Tôi gặp bạn đấy cũng là hữu duyên thì cũng mong bạn cho mình đeo vào để chúng mình còn gặp nhau còn tìm nhau tiếp theo nữa. Dạ. Thì mong bạn nhận cho. Thường anh, đeo cái đó mình phải quỳ. Anh với em đi lại cứ lại bạn với mình là thế nào hả giới? Ôi hột to quá Linh ạ, à, chết dở. Tôi ganh tị với cô Thu quá. Điều cô Thu ạ. À. Em có được món quà tặng anh. Thôi cô Thu tặng quà đi. Bây giờ đây. Cảm xúc bây giờ muốn cảm xúc của Thu thế nào Thu nói với. Dạ. Cảm xúc bây giờ trước đi rồi tặng quà xong. À, cái cảm xúc khi được nhận quà, đúng là đây là lần đầu tiên em được nhận một món quà giá trị như vậy. Và em rất là biết ơn chương trình và biết ơn trái đất này đã đưa anh đến đây để chương trình kết nối cho em. Một người mà bấy lâu nay em tìm kiếm. Xin cảm ơn. Và cái món quà này là một cái áo sơ mi là do chính tay em làm. Và trong này có một tấm thiệp em có ghi vài câu thơ ạ. Mở ra. Một nửa bài câu thơ, một nửa bài thơ này là của một cái tác giả mà em quên tên rồi. Còn nửa còn lại là kết của cái bài thơ này là do chính em tự viết ra trong đêm hôm qua. Đọc luôn. Đọc đi, em mở ra đi coi cái áo coi sao đọc nè. Anh có thể đọc đi ạ. Xin đọc nè. Gửi anh, tôi đi tìm một nửa của đời tôi, nhưng tìm mãi đến bây giờ chưa thấy. Nửa của tôi ơi, anh là ai vậy?
Sao cứ để em tìm, tìm mãi tên anh. Trời thì buồn thành phố về đêm, sân cỏ vườn cây từng đôi ríu riết họ may mắn hơn tôi, hay họ không cần biết nửa của mình hay nửa của ai. Rồi để em đọc câu tiếp ạ. Nếu chẳng phải nửa của mình, chẳng phải nửa của nhau, thì Thượng Đế ơi đừng bắt con lầm tưởng. Bởi con biết khổ đau hay sung sướng là đúng sai khi nhận nửa của mình. Em đến đây mang hết tâm tình, nhờ mai mối nối tình anh đâu đó, để từ nay ta không tìm nhau nữa, về bên nhau cho hạnh phúc đong đầy. Cảm ơn em. Rồi cái áo, cái áo, cái áo đúng gu của bạn này luôn. Em mở ra đi Thu. Áo sơ mi trắng. Đó, em có đúng sai không nè? Ba mấy? Ghê chưa? Ba mấy? Em chỉ cần đo cái vai là em biết mà, quay đằng sau lưng là biết liền. Em cũng may ăn chừng luôn. Thôi. Rồi đây. Em cũng không biết là anh mập hay ốm. Rồi, anh cảm ơn. Chỗ nào nó sức mẻ sẽ phá lại. Em sẽ may cho một cái áo mới trong tình yêu. Thôi, tuyệt vời. Xong thủ tục đầu tiên. Bây giờ mình ngồi xuống này mình nói chuyện. Đây, đây em ngồi ngồi đối diện ảnh. Rồi ngồi xuống đi. Đấy, mình cảm nhận về nhau đi các bạn ơi. Trăm năm trước ta không hề gặp đó. Anh có thể cho em hỏi anh một câu được không ạ? À, theo anh, trong hôn nhân, điều mà cả hai cần dành cho nhau là gì ạ? Cái thứ nhất dành cho nhau là phải có từ chung thủy và phải biết nhẫn nhịn lẫn nhau. Thế thôi. Còn là trong cuộc sống này, hạnh phúc trong gia đình thì mình chỉ cần bốn chữ là ấm no hạnh phúc, thế là đủ lắm rồi. À, có nghĩa là nhẫn nhịn nhau. Vậy ví dụ một vài những cái điểm nho nhỏ, điểm yếu nho nhỏ của mình thì mình có thể vì một cái hạnh phúc chung để mình khắc phục chính bản thân mình không ạ? Những cái lý do nhỏ nhỏ mình cũng thường hay không ai để ý tới. À, anh có ghiền gì không ạ? Ví dụ như thuốc lá hay là rượu, bia? Thuốc là mình không hút rồi. Dạ. Còn rượu thì mỗi lần đi đi giao tiếp với khách hàng đấy thì mình cũng có uống 1-2 ly thôi. Dạ. Đấy. Bia thì chắc uống được độ 1 cốc, thế không? Anh có chè muốn hỏi em gì không? Chè không uống, uống nước lọc cơ. Dạ. Anh có điều gì muốn hỏi em không? Mình cậu sinh năm 79 nhỉ? Dạ. Sao lại cậu với tớ rồi? Ôi hay anh với em đi. Ồ. Đưa nhẫn cho người ta rồi lại cứ cậu với tớ là thế nào? Vậy là em đang làm xưởng may mặc ở tại nhà. Dạ không, em không có làm xưởng, em làm may thời trang thôi ạ. Làm may thời trang ở dạ, tại em nhà không luôn. May theo kiểu công nghiệp mà ví dụ như là em là làm cho từng khách. À. Dạ. Khách đặt hàng mình làm tại nhà mình luôn. Dạ. Ừ. Nhà mình có người phụ cho mình không? Dạ có. Ừ. Chỗ khu mình ở đây có trung tâm, có thành phố, có thì nó ở thành phố phát triển tốt ở quận 12. Yeah. Đúng ra giờ tôi phải hỏi Ninh Bình có chỗ nào may mở cửa hàng được không? Anh, có. À, ví dụ như là anh ở xa như vậy đó, thì nếu mà chúng ta có cái duyên về một nhà, thì bao lâu anh có thể cho em về thăm ba mẹ một lần? Cái đấy thì với anh thì cái công việc của mình là công việc tự do rồi, chứ không có phụ thuộc trong cái công việc giờ hành chính của nhà nước. Yeah. Nên là mình sắp xếp công việc của gia đình mình ổn định là mình có thể thăm bất cứ lúc nào thôi. Yeah. Nhưng mà chồng mà bao giờ cho vợ về thăm gia đình lần nó xưa lắm rồi. Bây giờ thời hiện đại rồi, đi máy bay rất là nhanh, hay là phương tiện đi lại nhanh lắm, lên tàu hỏa là đêm tới sáng tới rồi. Thì anh nghĩ rằng cái chuyện mà đi về thăm gia đình nó không khó đâu. Không phải như ngày xưa mà chỉ có mỗi phải cái một là năm 2-3 năm mới cho về thăm gia đình. Anh muốn hỏi em rằng là bây giờ thì chúng mình gặp nhau ở đây là hữu duyên, nhưng mà giữa khoảng cách thì mình là ở ngoài Bắc mà em lại ở trong Nam trong này, thì cũng đang hơi phân vân về cái vấn đề rằng là em về ngoài đấy sống thì liệu em có thế nào, mà anh mà vào trong này thì khả năng anh không vào được rồi. Anh vào sống trong này chắc anh không vào được, bởi vì sự nghiệp với lại công việc của anh bây giờ đang ấn định ngoài đấy cả rồi. Anh không thể chuyển vào trong này được. Thực ra thì cuộc sống mà phía trước còn nhiều điều mới, nhiều điều thay đổi lắm, nên mình cũng chưa, cũng không biết chắc là như thế nào. Nhưng mà em nghĩ thì ở đâu, miễn là nơi đó công việc còn phát triển tốt,
miễn là nơi đó có một bờ vai yêu thương chia sẻ cùng mình là được. Chỉ là anh đừng để em mà khi mà ra làm dâu nơi xa xôi mà anh còn giống như anh để em bơ vơ trong một căn nhà như vậy thì điều đó mới là làm em lo lắng thôi. Đúng rồi, anh theo thế này. Hay quá, cô gì? Thu này cũng hay quá trời hay rồi, thực sự luôn á. Thế là gì? Quan trọng là do duyên thôi. Cô đã nói mức như thế rồi, tất cả cánh cửa tình yêu đã mở hết rồi. Quan trọng là sự chăm sóc hẹn hò thế nào thôi. Trong thời gian hẹn hò, nếu em để cho người này yên tâm vì sự chăm sóc, quan tâm của em thì em nghĩ rằng cái đường về Ninh Bình nó không phải là xa lắm đâu. Đấy, cái quan trọng lúc là hẹn hò nè, lúc chúng ta bắt đầu bấm nút xong, chúng ta đồng ý bấm nút với nhau, rồi chúng ta chăm sóc hẹn hò với nhau. Em có thể vào thăm cô ấy hay là hẹn hò cô ấy thông qua mạng xã hội ABCD, hay là có thể cô ấy ra ngoài thăm em hay không là do em hết á. Anh nghĩ là do em hết, đúng không? Đấy. Với lại cô nghĩ là con gái chắc con phải là một trợ thủ đắc lực cho bố, tại vì cô thấy bố rất là hiền. Đúng rồi. Bố là chắc là cuộc đời của bố từ trước khi gặp cô Thu á, là chắc là bố chỉ lo cho tụi con với lo cho công việc kiếm tiền, đúng không? Chứ bố chưa có nghĩ đến bản thân bố nhiều. Thành ra là sau đây là khi con đưa bố lên chương trình này rồi, đã là bước khởi điểm rồi, con phải tiếp tục đồng hành với bố trong cái gọi là cái chiến lược chinh phục cô Thu, cả về địa lý lẫn thời gian không gian, con hiểu không? Ví dụ như là đó. Con đi học về lâu lâu nó bố gọi cô Thu chưa, bố ơi mở FaceTime lên nói chuyện đó. Cô Thu đi, mạng bố có rành không ơi. Có rành không, không là phải mở hết cho bố FaceTime, bố ơi kết Facebook với cô Thu đi, bố ơi nhắn tin cô Thu đi, làm điều đó được hay không nha. Nhưng mà thật sự nếu mà diện thấy rằng đây chính một nửa mang ghép của mình thì cũng nên chủ động làm điều đó, làm vô điều kiện luôn. Sự quan tâm của em sẽ quyết định hết tất cả mọi thứ. Đó, bây giờ thôi, mình cũng lớn rồi, mình đủ cảm nhận được để xem chúng ta có đồng ý và là hẹn hò với nhau hay không. Tất cả nhắm mắt lại, đến với nhau, nắm tay nhau. Cho Vân nói chuyện với Thu chút xíu. Thực ra nãy giờ chị ngồi chị nghĩ là cái cảm nhận của chị nó cũng giống giống như em bây giờ. Có nghĩa là như vậy nè. Bạn này á, Diện á, Tứ Diện á, bạn này là một người mà cái bạn ấy không dễ bộc lộ cái cảm xúc của bạn cho em thấy. Nhưng mà cái việc mà bạn ấy trao món quà thứ hai cho em là chị biết là bạn đó trúng xét rồi, trúng sấm trúng xét rồi. Đó, em hiểu chị không? Cho nên là cái việc mà bạn ấy biểu cảm trên gương mặt của bạn là bạn ấy không có rành cái việc đó, nhưng mà trong trái tim của bạn chị biết chắc chắn là bây giờ đang đập cập hịch rồi, đập mà vừa rối ren, tại vì không có nghĩ ngay bây giờ mà nghĩ tới cái tương lai luôn rồi đó. Có nghĩa là bây giờ sao, tính sao để Thu nó về Ninh Bình, rồi như nào, trong đầu bây giờ là đang suy nghĩ cái điều đó luôn á, chứ không phải là cái việc mà ở đây đâu. Cho nên là chị nghĩ là em cứ yên tâm trong cái lần gặp gỡ đầu tiên này, theo chị bây thấy giờ là như vậy. Tới đi, nắm tay Thu nào để chúng ta có cảm xúc tí xíu, nắm hai tay luôn. Nắm hai tay, tay bên kia luôn. Nắm hai tay nhìn thẳng vào nhau. Nắm hai tay luôn Diện. Ấy, không nghe được cơ mà không? Bây giờ đang suy nghĩ về Ninh Bình. Anh có cái tính suy nghĩ làm sao mà rước hàng về Ninh Bình, nó đang suy nghĩ rồi. Rối rồi. Tôi phải đứng đây làm việc luôn. Nhìn mình thẳng gặp vào nhau mắt ở đây thì là cũng là cái duyên, mà cũng là cái hữu duyên. Mình gặp được em ở đây thì anh cũng mong muốn rằng là thôi mình cứ cho nhau cơ hội. Không nhỉ? Xong rồi thấy trái tim mình có rung động gì chưa? Tiến tới tìm hiểu sâu xa hơn. Thì là trước mắt là nhà em ở trong này. Thì là anh mong muốn là sau chương trình thì cũng cho phép anh được ghé qua nhà em để thăm gia đình em, cũng như thăm sức khỏe của gia đình, đại gia đình nhà mình. Mong em đồng ý. Cho em hỏi anh một câu, anh có cảm nhận về em như thế nào trong mấy phút gặp gỡ và trao đổi? Em nói em đừng có ngượng miệng nha, em phải nói đàn bà yêu bằng lỗ tai nha. Nói thật. Nói ra nè, em thích hay không thích, em thấy tim em loạn nhịp như thế nào, em phải nói cho cổ hiểu. Về phút thì, đầu gặp gỡ. Anh cũng sống mình cũng lâu rồi. Thì nay gặp được em thì anh nghĩ rằng thôi mình gặp nhau duyên đây nó là hữu duyên rồi, thì gặp được nhau ở đây thì anh cảm nhận em là
cũng được, nên là anh được là được như thế nào? Có thấy sao? Anh phải nói rõ ra, anh cảm nhận về cái giây phút ban đầu khi anh gặp em, trao đổi mấy phút trên sân khấu như vậy, anh cảm nhận như thế nào? Thực sự là trong sân khấu thì thời gian nó cũng hơi ngắn, cho mình thời gian hơi ngắn, thì là anh mới gặp em thì anh cũng cảm thấy mến em, cho nên là anh cũng mong muốn rằng là chúng mình cho nhau cơ hội để bấm nút rồi tìm hiểu thêm. Em có thể tặng anh một bài hát được không ạ? Được. Đó, anh được. Nắm tay, cứ nắm tay, nắm tay thế mà hát. Em cứ hát cho thoải mái đi. Thuyền xa sông, thuyền tìm xa biển lớn, theo tiếng gọi ngàn con sông khơi xa. Thuyền có hay sông ồn ào. Em hồi hộp quá. Để hát em bắt đầu lại nha. Hay hát hay nha Thư nha. Thuyền xa sông, thuyền tìm xa biển lớn, theo tiếng gọi ngàn con sông khơi xa. Thuyền có hay sông lăng lòng yên ả, vẫn đợi thuyền nhớ bến sẽ quay về. Ngày anh đi bỏ mình em đứng đó, anh có hay lòng em mãi thương anh. Đừng cách xa cho mi buồn đẫm lệ, rơi vì người đi mãi không về. Có phải anh là con thuyền nhỏ kia, bỏ mặc em dòng sông trôi buồn bã? Có phải anh đã quên đi tất cả, ngày sông thuyền thủy chung một bên đò? Anh biết chăng ngoài khơi xa bão táp, có biết bao con thuyền phải lênh đênh về bên em không ồn ào sóng cả, chỉ hiền hòa yên ả nặng tình em. Anh biết chăng ngoài khơi xa bão táp, có biết bao con thuyền phải lênh đênh về bên em không ồn ào sóng cả, chỉ hiền hòa yên ả nặng tình em. Hay quá, hay quá. Chị mà như em là nãy giờ chị ôm chầm nó rồi, nó chịu hết nổi luôn rồi. Cho nhau cơ hội. Thứ nhất là mình xin phép là sau chương trình quay này mình gặp nhau, mình cho phép được anh cùng với bạn và con gái được về gia đình mình, thăm sức khỏe gia đình. Dạ, để cái này để em hỏi ý kiến ba em một chút ạ. Rồi, rồi. Rồi, rồi. Rồi, trở về ghế đi các bạn. Chúng ta đủ để có thể cảm nhận về nhau và đủ để quyết định cuối cùng trong ngày hôm nay. Hai bạn để tay vào nút bấm. Cái nút bấm đó chị Hồng. Nếu cảm nhận thích và rung động, chúng ta bấm nút nha. Bây giờ chú Linh muốn nghe con cái nói một câu nào đó. Bây giờ con chứng kiến cuộc nói chuyện này. Con có thể nói ba con điều, bố con điều gì đi con gái. Nói một câu thôi con. Con nói với cô, nói với bố đi. Con lấy micro con nói đi con. Con thấy như thế nào? Dạ, đến với chương trình ngày hôm nay thì con muốn, thông qua chương trình này thì con muốn cô và bố con là mong muốn là cho nhau một cơ hội để có thể tiến xa và tìm hiểu nhau hơn ạ. Nếu như mà có thể đến với nhau thật thì con vui không? Con thực sự rất là vui ạ. Vì mình có thể có được người mẹ có thể chăm sóc rồi yêu thương chúng con cũng như là lo cho bố con ạ. Nếu con ngồi vị trí của bố, con có bấm nút không? Nếu là con thì con có ạ. Có. Vâng. Nếu con là cô, con có bấm nút bố con không? Nếu con mà là cô ấy. Nếu con là cô thì... Con khuyên cô đi, con nên bấm nút cho bố. Con thưa cô là... Cô Thu. Là... Bé nó không quyết định được với cô Thu đâu. Không. Nhưng với bố là bố bấm nút được rồi. Không, như ý là như này nè, con cảm nhận bố con á, sẽ có là người mang lại hạnh phúc cho cô Thu hay không? Tại vì con hiểu bố con hơn ai hết mà, đúng không?
Vâng ạ. Đứng về phương diện bố thì con có cảm nhận được nếu như cô bấm nút thì bố con cũng sẽ dành tình cảm chân thực nhất, chân thật nhất dành cho cô ạ. Rồi, cảm ơn con gái. Nhiệm vụ của chúng ta là suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. Bây giờ chúng tôi đã kéo dài thời gian để hai người có thể cảm nhận nhiều hơn rồi đó. Nào, 1, 2, 3. Hết thời gian. Hay quá. Xúc động. Ôi dồi ôi, anh Tứ anh cười sung sướng. Bây giờ mới thấy cười, nãy giờ căng thẳng quá cơ. Bây giờ hai người bấm nút rồi mình mới nói nha. Trước khi lên đây đó, Diệp chưa có muốn một tặng món quà thứ hai đâu. Có thể là Diệp nói là khi nào gặp người đó mới quyết định tặng món quà. Đúng rồi, hai. Cái tim của mình rung động á. Mới tặng món quà thứ hai, bởi tặng món quà thứ hai là chúng ta đã trao nhau cái cảm xúc đầu tiên và chúng ta hy vọng cái điều đó hạnh phúc lâu dài. Đó, lâu dài. Thì mới tặng món quà thứ hai đó. Chứ món quà thứ hai để riêng mà bước vừa mới kéo màn ra, kéo rào ra tặng món quà thứ hai luôn rồi biết cảm xúc của gì thế nào. Đó. Nhưng mà anh này không biết bộc lộ cảm xúc. Đúng rồi. Em hiểu không? Bởi vậy như nãy giờ mới cười thỏa mãn nè. Công việc áp lực nhiều. Nhưng mà thú thật là bài hát mà em vừa hát ấy tặng anh ấy, đi trường quay là anh cũng học 4 năm hôm nay rồi mà học nó cũng không hát được. Không hát được. Nhưng mà nghe hát xúc động không? Hát hay ha. Thì cái thời gian mà vào trong này thì nó cũng có hạn, nó công việc nó mọi thứ nhà nhà nó cũng tiết nhất rồi. Mình còn về thanh toán tiền lương cho công nhân anh em rồi. Anh em còn gần tất nhiên chạp công rồi thì nghỉ Tết. Thì là cũng vào đây mấy ngày rồi vì chương trình nó cũng lỡ hẹn mà chậm lại mấy hôm. Em gặp đây thì cũng muốn là sau chương trình quay là cũng muốn được về nhà em để thăm sức khỏe rồi đại gia đình. Được, về luôn. Đấy. Thì rất muốn là như thế. Rồi bây giờ ta làm nhanh cái động tác ta phải hôn vào má cái. Ôi giời ơi. Sung sướng quá. Đấy, đấy ta hôn vào má nhau cái nào. Xin phép gia đình đấy. Xin phép em. Sẽ tải chửi em, cái hai người chửi nhau. Không, sẽ tải tài xế chửi hai thằng điên kia mà chạy cái gì thế hả? Xong rồi cái em mới chửi bạn em. Em mới chửi cái người đó hỏi là mày chạy kiểu gì thế hả? Xong rồi chia tay luôn. Dạ, nhanh chóng rồi em đuổi bọn nó xuống xe rồi em lấy xe em chạy về. À, là lúc đó như là thoát chết thì mình quản quá đúng không? Dạ đúng rồi. Còn mày tao luôn hả? Dạ đúng rồi. Không có bình thường mối tình nào mà chia tay đó là gì vậy chứ? Bình thường là kêu bằng tên, bình thường kêu tên. Dạ. Lúc đó sợ chết quản quá. Lúc đó là vợ em vẫn còn sống, vẫn còn đến mình đất mẹ em mừng quá nên em chửi mà nó chạy kiểu gì vậy mày? Xuống xe rồi. Xuống xe. Rồi em chạy về một mình luôn, bỏ thằng nhỏ đứng đó luôn. Muốn sống sao sống đi kệ em thôi. Mời bạn trai giới thiệu về mình. Dạ em xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Cát Tường. Chào quý vị khán giả trong trường quay cũng như bạn gái và gia đình bạn gái cùng khán giả truyền hình. Em tên là Hồ Quốc Quốc, quê quán là Quảng Ngãi. Giờ hiện tại sinh sống ở Bình Dương, thành phố Thủ Dầu Một. Chuyên về nấu ăn món hải sản. À Quốc tức là Quốc là đầu bếp hả? Không, em chỉ trợ lý cho anh đầu bếp kia, ảnh em là một trợ lý chính. Trợ lý đầu bếp gì? Trợ lý là có nấu không hay là em nấu? Như là trong một cái nhà hàng bếp thì chỉ có một người đầu bếp thôi. À. 20 người thì cái nhiều món lắm. Mà coi như em nấu được đúng không? Em nấu được. À. Như là bếp phụ ha. Dạ bếp phụ. Quốc bao nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay em 40 tuổi. Quốc 40 tuổi làm đầu bếp, trợ lý bếp chính. Chính xác là em chưa phải đầu bếp anh. Chưa phải đầu bếp. Em chỉ là phụ bếp đi, nó tóm tắt là như vậy đi. 40 tuổi hả? Dạ dạ. Hiện giờ là ở Thủ Dầu Một hả? Dạ dạ. Rồi, mời bạn gái giới thiệu. Dạ em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào quý khán giả và em chào anh Quốc ạ. Dạ em chào em. Tên là Nguyễn Lê Hoài My, hôm nay em 34 tuổi. 34 tuổi. 34 tuổi. Trời ơi trẻ măng, nhìn tưởng là 24 à. Em quê quán em ở thành phố Hồ Chí Minh và hiện em ở đây luôn. Em hiện nay đang là bán tạp hóa tại nhà. Bán tạp hóa tại nhà. Dạ. À, mình kinh doanh gia đình mình trong gia đình mình luôn. Dạ. Em ở với ba mẹ hay ở với ai? Dạ em ở với bà ngoại và dì. À. Ủa, bán ở đâu My? Dạ em bán ở bên đường Phan Văn Hớn này nè anh. Được gì? Bên Phan Văn Hớn anh, đường Phan Văn Hớn. À, Phan Văn Hớn là quận 12 đó, nói dạ, cho anh dạ, Quốc biết nè. Dạ. Ô vậy quận 12 đi Bình Dương cũng dạ, gần á. Ngay chỗ quay cầu á. Lá Thiêu là ăn qua tới. Đúng rồi. Em hay uống cà phê đó. Ủa vậy đó hả? Dạ. Dạ bữa lại mua tập quá nha. Dạ dạ. Rồi. Dạ. Rồi. À, điểm mạnh điểm yếu của Quốc là cái gì? Cái điểm mạnh của em là em sống rất là hòa đồng với mọi người. Em rất là thương người. Em công việc thì em rất là kỹ lắm,
trong nhà hàng ai cũng nói là em là kỹ, sạch sẽ và người là sống thoáng, làm cái gì cũng phải chắc chắn. Mà điểm yếu của em hay ghẹo người ta vậy đó. Ghẹo cho vui thôi. Ghẹo cho vui, nhưng đúng mà người rồi. Ta với em đâu, em làm công việc của em làm mà chưa có đạt thì em phải làm lại, rồi bắt mấy đứa em làm lại, người ta nói em khó. Vậy thôi chứ em làm nghiêm chỉnh trong việc làm ăn đúng không? Dạ, làm ăn. Và đặc biệt đầu bếp hay là phụ bếp thì kia là phải an toàn vệ sinh thực phẩm, tất cả mọi thứ đều phải nghiêm chỉnh và sạch sẽ. Dạ, dạ. Còn ghẹo tao không sao đâu, ghẹo vui. Nào tao chửi tao không ghẹo nữa. Dạ. Anh cũng hay ghẹo bị chửi hoài. Rồi, có em có cái tật xấu gì không? Em hay coi phim phim gì? Kiểu như là phim về kinh dị á. Phim Mỹ bắn ra súng anh. Thật xấu coi phim tưởng nó có gì. Kinh dị không sao. Nhưng mà coi khuya quá nhiều nhà mà phiền. Không sao, coi phim đó không sao đâu, nhưng mà coi kinh dị nhiều quá đầu óc mình nó cũng kinh dị lắm. Thôi bớt coi phim đi. Dạ. Coi phim tình cảm đi ha. Dạ, thức khuya quá nên là phải coi phim nha. Mày mốt em bắt lên kiếm cái phim Đồng Tiền Xương Máu hay là Giao Thời để coi. Thấy không, nó nhẹ nhàng nhá. Dạ. Rồi, mời bạn nữ. Dạ, ưu điểm khuyết điểm của mình là gì em? Dạ, ưu điểm của em là em rất chân thành với mọi người. Bạn đối xử tốt với mình một, mình sẽ đối xử lại tốt với bạn 10. Rồi, em cũng hay giúp đỡ mọi người, với em cũng hay đi từ thiện. Nói chung với trong nhà thì ai có chuyện gì là em có mặt trên từng cái số. Nói chung là mình là sống là vì mọi người đúng không? Dạ. Vậy thì mình có cái yếu điểm gì không? Dạ, yếu điểm của em là nóng tính lắm chị, với lại nóng tính với thẳng tính, là giống như là ai mà hay mà giống như là làm cái gì sai á, mà giống như là hay muốn che lấp cái sai đó của mình là em vạch ra luôn. Dạ, em vạch ra, với lại là em hay nói như là ví dụ như là cái người đó sai, nhưng mà thay vì như có những người sẽ nói là góp ý một cách nhẹ nhàng, thì em lại nói là ừ sai gì đó, mốt đừng làm vậy nữa, tôi không thích vậy. Bây giờ để thẳng vô mặt ta luôn vậy đó. Vậy đôi lúc dù khi cũng dễ mất thẳng, lòng. Dạ, thẳng tính quá không tốt đâu mày ơi. Dạ, dạ phải... thì đó thầy cũng thẳng tính quá nên giờ mới ngồi đây nè anh. Thẳng tính quá ê không? Dạ. Bớt lại không sao. Yên tâm, bên đây có Quốc rồi ha. Quốc được cái là hay ghẹo mọi người, thì nên em thẳng tính ghẹo ghẹo hồi cái em vui em hết thẳng tính hay không? Dạ. Sau cái đó em có thể là dung hòa với bạn gái được. Được rồi. Không sao. Dạ. Không sao đó. Đó là nghĩa là mình hơi mình hơi men chút xíu đúng không? Dạ, nhà em nói là đáng lẽ là em phải là con trai đúng không chị? Vậy mà tại vì bà mụ nắng lộn. Có biết làm gì những việc của con trai không? Dạ đúng rồi, em là nữ, nhưng mà nếu mà chị hỏi ở nhà em có son phấn hay gì thì không có, nhưng mà chị hỏi em có bồ lon con tán hay không thì em có. Dạ coi, bồ lon con tán để làm gì? Dạ thì nói chung là em sửa, em thích sửa máy móc chị. Nói chung là em sửa được cái máy vi tính nhà em luôn. Trời đất ơi. Dạ. Ủa em, tức là em rất là man lì đúng không? Dạ không, không tính ông nổi vậy đâu anh, nhưng mà giống như là tại vì em thích tự làm là, tự làm được. Dạ, mấy cái việc giống như là tại vì lúc chính ra là do là cái máy tính nhà em nó cứ hư hoài, mà mỗi lần mà đem ra tiệm á thì em xót cũ quá nên thôi em đi học khóa em sửa luôn. Đi học khóa mới về để sửa cái máy tính của mình. Sửa cái máy tính của em. Ngoài cái đó ra còn biết cho những cái tài lẻ gì nữa không? Em xoa huyệt, bấm huyệt, với lại nói chung là cơ bản bấm quyệt, xoa quyệt, dạ. Gì nữa? Với hát không hay hay lắm, với lại lâu lâu thì làm gì à? Làm gì à? Em mắc cỡ. Làm gì có gì đâu mắc cỡ, cái gì mà bấu tay bấu chân vậy? Làm gì? Hay có một mình á, em hay múa điên. Cái gì? Em hay múa một mình á. Em hay múa một mình. Dạ, em mà em dám cho người ta coi. Sao vậy? Tại em sợ ta ngán mở. Trời đất ơi. Làm sao cô này bí mật của ta? Ủa em thích múa một mình hả? Dạ. Múa một mình mà múa kiểu gì? Múa dạng giống như bên cải lương Hồ Quảng anh. Dạ. Trời ơi, vậy tưởng múa kiểu gì? Chút xíu nữa múa thử cho mọi người xem nha. Rồi. Nhưng mà em thích, sở thích em là gì vậy, My? Dạ, sở thích của em là thích
coi cải lương Hồ Quảng. Coi cải lương Hồ Quảng. Rồi gì nữa? Với thích đi hát ca cổ, với thích chụp hình. Với thích học đàn tranh với đàn tỳ bà. Nói chung là hơi cổ cổ á ha. Dạ đúng rồi. Truyền thống đó, ông lên câu giọng cổ thư coi mi. Dạ. Chơi luôn. Dạ vậy anh với chị với bạn với khán giả vui lòng bình tĩnh lắng nghe em hát. Bình tĩnh, rất bình tĩnh. Có ca sĩ nào trước khi hát giới thiệu bà con bình tĩnh lắng nghe không? Dạ có em. Bởi vậy đôi khi em phải hay trốn một mình để thỏa mãn đam mê. Dạ. Ấn tượng đó. Bên đây là trai lắng nghe nha. Dạ. Dạ em cũng thích cái ca cổ luôn. Ủa vậy hả? Để con Mi hát sao nha Quốc nha. Rồi vô. Đám cưới đầu xuân hôm nay mọi người ai ai cũng đều vui tươi hớn hở. Nhà gái nhà trai vui đùa rộn rã, tiếng pháo rền vang vui vẻ tưng bừng. Cô bác gần xa nâng ly rượu chúc mừng. Cô dâu xinh xinh trong tà áo cưới, chú rể hiền lành thiệt xưng lứa vừa đôi. Ly rượu giao bôi hương vị ngọt ngào, nụ cười hồng hào trên đôi má cô dâu. Ôi cảm xúc thiêng liêng trong ngày hôm lễ, bao cảm xúc chào dân một niềm vui khôn tả. Em học hát từ lúc nào vậy My? Học hát từ lúc nào? Dạ hồi nhỏ thích đi nghe với ngoại rồi cái hát theo băng cassette thôi vậy. Ngưỡng mộ, ngưỡng mộ. Dạ. Em đừng có nghe băng cassette đâu nha, cái băng nó nhão khó học hát lắm. Dạ em không hát phải kiểu cái băng cassette là nhão dữ lắm. Dạ không, tại lỗi của em chứ phải lỗi của ta. Ui, lỗi của em. Được, lỗi của em. Sao Quốc, vui Quốc. Vì em sống cái đất miền Nam này cũng lâu rồi. Vì nhà hàng này, hồi trước là đi làm phục vụ. Sau này làm bếp thì vấn đề cái ca cổ giao duyên rồi đó em cũng thường hay nghe thích. Nhưng mà thích hát không? Hát rồi đôi khi em vô karaoke mới hát được. Và giấy thử lên câu có giống bên kia không? Anh mình lên này kỳ quá. Cái này là em không như là thích nghe thôi, thích nghe thôi. Chứ còn em đấy, là bên em là nhạc, em chơi nhạc. nhạc luôn. Đàn trai mình cũng đáp luôn, đáp đàn gái luôn. Bây giờ chơi bài hát bài cũng gần tới xương ha. Ừ. Bài chân tình lên á. Đúng rồi. Em hát là em đi đâu là hát nhạc chứ không có chơi bài cải lương người đàn miền Nam chơi. Em xin hát bài chân tình. Chân gần tình tới xương. Mùa xuân vừa đến, hoa về trên những bàn tay, và em lại đến thay màu áo mới vì anh. Nguyện cho ngày tháng em đẹp như một sớm mai, những nhọc nhằn chớm quên vẫn trong ngần mắt em đang nhìn về anh. Hai người và trung thành. Anh lại nhớ những giờ em đứng chờ trong một mình lặng lẽ ước lành trong mưa vì anh, như chưa từng có những phút lìa xa. Giờ vương vai anh khóc hoài, nhưng con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em. Như anh được sống giây phút đầu tiên, có em từng đêm những giây cuối cùng. Suốt cuộc đời anh không quên chân tình, dần hết cho em. Quá dữ, quá dữ. Em rồi. Gái thấy anh Quốc hát được không? Dạ hay hơn em nhiều. Hát hay hơn em ạ. Hai anh em. Em cũng hay nữa. Nói chung là hai bạn học chung thầy á. Rồi, tuyệt vời. Bữa nào buồn buồn hai người hát vui là hết giận luôn á. Dạ đúng rồi. Dạ. Rồi, đó là tài nè, coi như tài lẻ chút ha. Dạ. Nhưng mà Quốc có thêm một cái năng khiếu gì không, hay là có một cái thế mạnh hay ưu điểm gì dữ dội không? Em cũng tại vì em cũng sống một người bình thường anh. Thì ví dụ như gặp bạn bè, gặp những người thân thì chơi nhạc sống cũng được. Đó, rồi chơi bóng đá hay là cái gì đó, hay là bạn vui bè là chính đúng không? Thôi, chứ có tật xấu gì không? Thật ra thì mình bình thường, người bình thường mình, nếu mình tốt hết thì thành thánh rồi. Chứ em cũng thấy có xấu, mà chỉ nhờ lâu lâu bạn bè cũng gom lại làm tí. Vậy thôi, không sao đâu. Rồi. Mình chuyển qua bạn gái, bạn gái tình trường của em như thế nào?
Dạ em thì có hai mối tình. Hai mối tình. Dạ. Mối tình nhưng mà hai mối tình đều kết thúc rất là tội nghiệp. Sao tội nghiệp? Tội nghiệp là sao? Dạ tại vì nó giống như là nó chưa được đủ mặn mà. Dạ, mà một mối tình đầu tiên á thì bạn trai đầu tiên không có tạo cho mình cái cảm giác an toàn khi ở bên bạn đó. Rồi. Dạ. Mối tình thứ hai. Cái mối tình thứ hai là cái người đó là thích bắt cá hai tay. Quen được bao lâu thì em phát hiện? Quen cũng được 2 năm. Dạ. Quen em rồi quen thêm, nhưng mà oái âm là quen cái người đó lại là cháu họ xa của em nữa. À, dạ. Là tội nghiệp, là tội nghiệp ở cái chỗ là quen ngay cháu họ của mình đó hả? Dạ. Vậy cái người đầu tội nghiệp chỗ nào? Cái người đầu là tội nghiệp em. Tội nghiệp em chỗ nào? Dạ tại vì các bạn đã chở em bằng xe của em, xong mà phóng qua một cái ngã tư đầy xe tải và không có đèn đỏ. Bên mình thì đèn đỏ, bên em là đèn đỏ. À. Bên người ta xe tải đang đèn xanh. À. Còn cái máy dây nó là đèn xanh, người ta chuẩn bị chạy thì chỉ biết xe tải mà nó đâu có nhường ai, xong họ người đã chở em bằng cái xe của em mà phóng một cái dèo. Rồi sao nữa? Xong mà xe tải thắng một cái két, xong mà người ta lòi đầu ra người ta chửi em, xong em chửi người đó là chúng ta chia tay nhau từ đây nhé. Dạ. Em chửi tài xế xe tải, xe tải chửi em, cái hai người chửi nhau. Không, xe tải tài xế chửi hai thằng điên kia mà chạy cái gì thế hả? Xong rồi cái em mới chửi bạn em. Em mới chửi cái người đó, hỏi là mày chạy kiểu gì thế hả? Xong mà chia tay luôn. Dạ, nhanh chóng rồi em đuổi bọn nó xuống xe rồi em lấy xe em chạy về. À, là lúc đó như là thoát chết thì mình quảng quá đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Mày tao luôn hả? Dạ đúng rồi. Không chưa, có bình thường có một mối tình nào mà chia tay nó kêu lạ tên, gì vậy chứ? Bình thường là kêu bằng tên. Bình thường kêu tên. Dạ. Lúc đó sợ lúc chết quảng quá. Lúc đó là vợ em vẫn còn sống, vẫn còn đứng trên đất mẹ, em mừng quá nên em chửi mà nó. Mày chạy kiểu gì vậy mày? Xuống dạ, xe. Đúng rồi. Xuống xe. Rồi em chạy về một mình luôn, em bỏ dạ. Thằng nhỏ đứng đó luôn. Muốn sống sao sống đi kệ em. Thôi. Được vậy luôn á hả? Dạ được. Tại vì người đó muốn giết em mà. Cười vui vậy, đây đâu có gì đâu buồn. Dạ đúng rồi. Còn sống mà mừng quá. Dạ đúng rồi. Ờ, ngày qua tới anh thứ hai, cái anh vớt cháu họ mình luôn. Dạ. Rồi chia tay luôn. Dạ. Cũng đáng thương thiệt ha. Hay. Quất. Mai mốt chở cô ấy chạy chậm chậm thôi nha. Em ba chạy xe rất là đàng hoàng. À, nếu mà có gì cô quay của nó mày chạy vậy hả mày? Là cũng mệt lắm. Dạ. Rồi. Quất mấy mối tình Quất ơi. Dạ, năm nay em được 40 tuổi thì em quen được 4 người. 4 người? 4 người nhưng mà cái chính thức người mà thương yêu thật lòng là chỉ 2 người thôi. 2 người. Dạ, một người ở Sài Gòn là đường Chu Văn An, một người cùng quê là Quảng Ngãi ở trên Bình Dương. Giờ chia tay hết rồi chị. Lý do sao chia tay? Thì lúc em ra vào lần đầu tiên lần đi vào Sài Gòn làm quen cô thợ may. Nhưng mà công việc em ở đây chưa có ổn định, em lên lập nghiệp ở trên Bình Dương thì cô nói thì mình cũng ít đến thăm cô nên cô có người yêu khác thì cũng chia tay. Lên đó thì thời gian làm ăn cũng gặp một cô điều dưỡng trong bệnh viện, những người cùng quê nhưng nó yêu nhau rồi, nhưng mà kết thúc là cũng cô ta nói là không có chung cái ngành y nên để cô ta đi lấy chồng mà chung ngành y thì nó tốt hơn. Em miền Tây. Rồi một câu chuyện vui là cũng công nguyện mà bạn muốn hẹn hò đây nè, em cũng có Facebook rồi cô Việt Kiều Mỹ về đây biết số của em, có hẹn em đi ăn nhà hàng, cũng cho mình đến kết thúc là để kết hôn, nhưng mà cô ta nói là phải học đạo, phải làm giáo lý, nhưng mà bên em là bên Phật nên không thể nào mà kết hôn với người Thiên Chúa nên chia tay cũng chả là chưa yêu anh, cũng là kết mới là làm bạn thôi. Nhưng mà cô ta nó rút lại là thời gian của cô ta không có được nhiều ở Việt Nam nên anh mà có hành lý gì thì em sẽ bao tắt là anh sẽ thống bên Mỹ luôn. Nhưng mà anh nói là những cái chuyện đó là không có được đối với anh rồi. Tại vì nhà anh là nhà Phật, anh không có coi như chưa quen. Chưa quen mà làm bạn rất là vậy luôn, phải chưa phải mối tình. Đó là tình. Không có duyên nhau gì. Cũng chưa rồi. Có gì. Rồi. Ủa rồi từ cái khúc mà hai mối tình mà tội nghiệp đó là tới nay bao lâu rồi? Dạ. Ở không bao lâu rồi? Năm nay từ 2010 đến nay là em chưa có mối tình nào hả chị? À rồi, bên đây bạn nữ cũng là ở không 8 năm. Dạ, từ 2009 tới giờ. 2009 tới giờ. Dạ, còn mấy tháng nữa là được 10 năm. 9 năm đến 9 năm. 9 năm là chị. Sao trời ế tới mức mà tính tháng tính ngày luôn. Lý do tại sao ế dài đằng đẵng tới 9 năm? Dạ thì hai cái chuyện qua hai cái mối tình đó, thứ nhất là mình cảm thấy là thứ nhất là cái người mà mình muốn tìm một nửa là thứ nhất một người thì không tạo cho mình cảm giác an toàn, còn một người thì
không chung tình với mình. Rồi sau này thì em, sau khi mà em một thời gian đó thì em mới đi làm, rồi em mới ở nhà thì em của em mới mở cái câu cá giải trí hôm trước, mở cái câu cá giải trí trước chị. Xong mà em mới về em phụ nó. Vậy nhiều người vô câu cá lắm chứ. Dạ đúng rồi, nhưng mà toàn là có vợ đi theo không mà chị. Dạ rồi cũng không có ai. Dạ cũng không có ai, rồi xong mình mới nghỉ câu cá rồi mới về phụ với dì bán tạp hóa tới bây giờ. Tạp hóa cũng nhiều người mua đồ lắm chứ. Dạ đúng rồi chị, nhưng mà chị giống như là cái chỗ của em á là người ta có cái quy định là khi mà người tới mà mướn nhà trọ là chỉ có cho vợ chồng mướn thôi. Dạ tại vì hồi lúc mới lúc mà mới mở ra thì cái chỗ đó là cũng cho gái trai mướn riêng, nhưng mà gái thì cũng bạn trai này nọ cũng tới cũng ghen tuông, rồi trai thì cũng bạn gái bạn này phức tạp quá, người ta không cho nữa. Dạ đúng rồi, nên giờ là cũng toàn vợ chồng không. Dạ cho nên là tới mua tạp quá cũng là đàn ông có vợ không. Dạ đúng rồi. Rồi em không có tự mưu sinh, không có tự bươn chải bên ngoài để tìm kiếm hả? Dạ thì em với lại khi mà chị biết không, nói chung là khi mà mình thấy người ta vợ chồng vậy đó chị, rồi cái có một số chuyện giống như là vợ chồng rồi cãi nhau, rồi chồng thì đánh vợ, rồi vợ thì bỏ chồng. Trời thì nói chung ơi, là em thấy vậy nên thôi em ở vậy cho nó em chắc. Bị suy nghĩ tiêu cực quá giờ không có đâu, phải tươi bây giờ phải tự tin lên. Dạ thì em tự tin nên em mới lên đây. Rồi bây giờ muốn bữa nay muốn tìm một người như thế nào? Cái mẫu mà em mơ ước á là ngoại hình á. Ngoại hình rồi. Dạ giống nghệ sĩ idol của lòng em. Là ai? Vũ Linh. Ồ, anh Vũ Linh cải lương á hả? Chính xác. Chính xác. Là mê anh từ nhỏ luôn hả? Dạ đúng rồi. Hồi đó coi cái tuần cải lương mà đi sinh nhật tới nhà bạn là không có còn sinh nhật luôn, chỉ ngồi chung với bà ngoại của bạn để coi cái tuần cải lương có Vũ Linh đó. Bên bệnh giống Vũ Linh không? Bên đây không giống Vũ Linh, hơi giống Vũ Nữ chút. Nói chứ bên đây khác Vũ Linh xa ha. Dạ. Em không phải là nghệ sĩ anh. Anh là nhưng mà cái đó là mỗi người lý tưởng thôi. Dạ đúng rồi. Dạ. Tâm hồn thì em có, như em là người cũng lao động chứ không phải nghệ sĩ đâu. Nhưng mà em phải dáng dốc này kia cũng giống Vũ Linh em gái hả? Dạ. Dạ không. Đời không như là mơ mà anh Linh. Mơ thì mơ vậy thôi. Rồi vậy vậy giờ em muốn người sao em nói anh Linh nghe luôn đi. Giờ ví còn dụ như tính cách với lại nếu mà Vũ Linh nó thì giới không tới rồi. Nên cái người đó là em muốn tính cách và ngoại hình là giống ba em. Ba em như thế nào? Dạ ba em là rất là thương vợ thương con. Thương vợ thương con. Dạ. Rồi biết đối nhân xử thế. Rồi. Rồi cũng nói chung là không có ai hoàn thiện hết. Nhưng mà hiện tại thì trong lòng em là nếu mà muốn được đó là em muốn có một người chồng giống như ba của em hiện bây giờ. Rồi. Dạ. Nói chung là thương vợ thương con, biết đối nhân xử thế rồi. Có cái điều gì em ghét nhất ở người bạn đàn ông? Dạ là ghét nhất đó là chỉ có giống như là vũ phu. Vũ phu. Dạ. Với lại là uống rượu mà giống như là không có kiềm chế á chị. Ai thích xong uống, một khi mà uống nhiều quá xong rồi lầy rồi về rồi cứ hoặc là có chuyện thì cứ nói ra đi, không đâu phải nhờ rượu lúc có rượu mới bia nói vô mới về kiếm chuyện. Dạ, vợ con nói chuyện kiếm chuyện đánh vợ đánh con, nhưng những cái chuyện mà em đã dần thấy ở chỗ nhà trọ của thôi, em thôi bỏ đó. Mấy cái vụ nhà trọ đi, em mà giữ mấy chuyện đi hoài không lấy được chồng đâu, em ám ảnh mấy chuyện xấu không à, không có đâu, để lát qua kiểm tra cho. Dạ không có đâu. Nhưng bây giờ có cái chi tiết chiều cao, mập ốm, tóc tai, quần áo gì em muốn như thế nào? Em thì cao 1m6, hiện tại là em là 70kg. Thì em cũng muốn người yêu của em cũng cỡ 1m6 hoặc 65. Rồi nếu mà được thì hai đứa cùng ký đi và đi với nhau là em khỏi mất công em bị béo. Rồi đơn giản vậy thôi ha. Đi qua chị coi coi. Dạ. Anh bên kia làm sao? Em trông cậy cả vào chị. Chào chị Cát Tường. Dạ. Đời không như là mơ. Dạ em biết mà, em biết đời không như là mơ. Mẫu người lý tưởng của anh sao? Em đã đăng ký chương trình với mấy chị cũng nói là nay mình lớn tuổi rồi, không còn như hồi xưa nữa, bình thường đó chị. Thì em gửi trọn niềm tin vào chị Trúc của chương trình để nhưng mà em muốn mẫu người của em cái mẫu người hả, cỡ mà chị 10 thì chị đó bạn gái em cỡ 5 được 6 rồi. Mập ốm cao thấp thì gọn gọn như chị thôi được thôi, đừng gọn mập gọn quá. Vậy hả? Đừng mập quá. Mập quá. Cao thấp. Cao thì cỡ 1m6 đổ lại được. 1m6 đổ lại gọn gọn. Rồi bây giờ 40 rồi đúng không? Dạ. Bây giờ chừng nào mình đám cưới được?
em gia đình em mà sẵn sàng bảo bố mẹ em quê điện vô sáng em được là con bấm nút liền luôn. Được, bấm nút cưới luôn. Cưới luôn. Bây giờ cưới về mình sống ở đâu? Cô em không cần thiết là phải ở đâu, nếu cô góp ý với người bạn là mình nơi nào sống được, làm ăn được thì em sẵn lòng đến với cô đó. Không cần thiết gì phải ra mức định là nơi đó tốt cho mình mà bắt tiện với người kia. Ở rể được không? Dạ ok luôn. Ok luôn. Em là người đi bắt rể không? Dạ bắt rể. Bắt rể luôn. Dạ. Nuôi nổi không? Thì nuôi có luôn. Sẵn cái quán đó về hai vợ chồng cứ ăn cái quán đó thôi. Trời đất ơi, ăn rồi sập cái quán rồi sao trời. Chưa gì trơn, từ từ bình tĩnh. Anh không cần nuôi đâu em, anh là một người kiến thức để ra nhạy cảm trong vấn đề ở Sài Gòn, anh rành đường xá đi buôn bán làm ăn thì dễ thôi, không có gì đâu em. Buôn dạ. bán thì anh có thể chở hàng cho em được, rồi này kia được hết. Có định hướng kinh doanh gì để phát triển kinh tế không? Dạ có gì. Nó nói thử nghe. Chẳng hạn như cô đó là em nói lại bên đó nhà em là bên bán tạp hóa. Tạp hóa thì em có thể là mua bán quần áo về đi bán tiếp. Bán thêm quần áo ha. Quần áo. Em thích nhất là nghề bán quần áo. Xíu nữa mình sẽ trao đổi trực tiếp với nhau coi để làm sao mình phát triển kinh doanh. Dạ, dạ. Để mình phát triển cái kinh tế của mình sau này. Dạ. Hai bạn lớn tuổi hết rồi. Dạ, được dạ. là mình làm luôn. Dạ dạ. Ha, rồi dạ. tôi ủng hộ bạn. Dạ. Thôi để anh qua anh coi đàn gái thế nào mà mơ ước Vũ Linh mà đời không như mơ ước hả? Tôi xin nói cho các bạn bên đàn gái biết nha. Đàn trai tôi cũng đẹp trai lắm á. Đẹp trai, nói xin lỗi, tôi cũng chơi với anh Vũ Linh mà đây mặt tươi cũng đẹp trai cỡ Vũ Linh trở lên à. Đẹp của anh đúng không? Vấn đề không nổi tiếng thôi. Dạ. Đừng có nói đời không như ước mơ. Ước mơ này chưa chắc có luôn à. Đẹp trai lắm á. Đàn trai cũng chảnh em. Dạ. Mình có quyền anh. Có quyền, đẹp trai có quyền. Dạ. Qua tôi coi đàn gái coi sao nha. Chưa. Đời không như ước mơ. Dạ anh chào anh. Ước mơ chỉ là mơ ước. À, chào em gái dễ thương. Chào anh. Ô, nãy anh nghe cái tiếng bên em đây á, anh không nghĩ em thế này đâu. Anh nghĩ em là một người bỗng trợn, người phải nói là khô khan, một người rất là manly, nhưng nhìn rất là nữ tính đó nha. Dễ thương. À, cảm ơn anh. Cười tươi. À, nói chung là cũng tròn tròn tại bán quán mà. Đôi dạ, khi bán, thì em nói rồi mà em 70kg. Hả? Dạ em nói rồi 70kg mà. 70. Dạ. Nhưng mà không, nhìn dễ thương chứ không đến mức như giọng nói như nãy em tả đâu. Dạ. À, anh bên đây thật sự là gương mặt rất là dễ thương. Dạ. Anh chịu anh đàn trai chỗ nào là nhiệt tình, cố gắng, nỗ lực, phấn đấu. Dạ. À, nãy giờ anh nói tất cả mọi thứ, cảm nhận anh đây là một cái người cầu tiến và luôn luôn muốn tiến lên. Dạ. Anh nghĩ rằng hai người hợp đó. Dạ. Nhưng nếu mà được thì anh bước tới em chấp nhận khoảng bao lâu? Năm, 6 tháng hàng năm hay 2 năm em đồng ý là bên đàn trai bước tới. À. Cưới gấp đi anh. Hả? Cưới gấp đi anh. Gấp hả? Muốn chồng lắm hả? Ế lắm rồi. Ê. Tới liền không? Thì tùy thuộc vào để cũng một tìm hiểu một thời gian ngắn đi anh. À, chứ hiểu nhau chứ mình làm gấp quá nó không hay đâu. Đúng rồi, chính xác. À, em có dự định định tương lai em ngoài cái bán quán em còn làm gì nữa không? À, em chỉ biết nào giờ em chỉ biết buôn bán thôi à. Buôn bán là hợp với anh này đó. Dạ. Anh ấy có thể nấu nướng, có thể tổ chức, bởi vì tìm người đầu bếp cũng đơn giản. Anh nói phụ bếp thôi chứ phụ bếp qua một thời gian có thể làm đầu bếp luôn. Dạ. Làm đầu bếp chính luôn. Dạ. Không nấu nhà hàng được thì nấu trong nhà. Dạ. À, yên tâm. Dạ. Có thể mở quán nào bán cũng được. Dạ. Hợp lý đó. Dạ. Rồi đàn trai thấy đàn gái cũng ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ hỏi thêm ý kiến của người thân nha. Dạ. Hôm nay em đi với ai nè? Bà dạ, đúng hôm không? Hôm nay em đi với bà ngoại, mẹ và dì Bảy. Rồi cho gặp bà trước nha. Bà ngoại ơi, ngoại. Dạ, ngoại cầm cái micro ngoại. Đâu rồi? Ngoại ngồi nói chuyện để đi ngoại, ngồi ngồi cho khỏe đi ngoại. Ngoại thấy gì không? À, đúng rồi. Xin ngoại. Thấy. Dạ. Ngoại dạ, thấy cái chàng chàng cháu rể tương lai của mình được không ngoại? Thì cái đó là do nơi hai cháu. Chứ tôi con, tôi trai, gái hay tự tìm hiểu nhau thì tôi với ba nó cũng chấp nhận chứ không có chê khen gì, giàu nghèo hay dở gì. Nếu mà cái đó nữa hai cháu mà nếu mà nó thành á thì nó cố gắng nó làm, nó tiết kiệm, nó có ăn thì đỡ thôi, chứ còn cha mẹ thì không có nói cái gì hết, chấp nhận luôn. Tại vì hồi xưa ông bà mình nói mà
mình phải mai mối rồi. Còn giờ con vậy nó à, tôi thương người đó vậy á, hay tôi đồng ý rồi ba mẹ đi theo luôn, đi với con luôn. Tại giờ ai cũng vậy hết, hiện giờ do nên hai cháu thôi. Nếu mà hợp tình hợp lý thì tự mình ăn tiết kiệm từ từ mới có khá. Dạ. Ngoại xưa ngoại với ông ngoại là mai là mối yêu nhau không ngoại? Ông tôi hồi đó thì bị giải phóng gì ông bị thương, tôi thì đi bán coi như sống ngoài sống trong vậy thôi, biết thôi. À biết có làm mai không ngoại? Vô ông bệnh nên mình thăm ông, ông nằm chạy rẫy á. À vô từ từ quen chứ không có mai mối gì hết à. Tức là thăm là yêu luôn hả ngoại hả? Năm nay là ngoại bao nhiêu tuổi rồi ngoại? Nay ngoại sắp 92 thôi, tính 91 đi. Để nói 92 là anh Giang hết cả tháng, phải không? Ngoại có nhiêu nói nhiêu đi. Còn khỏe còn minh mẫn quá chừng. Dạ. Con chúc ngoại sức khỏe nhiều nha. Dạ, nhưng mà giờ ngoại ủng hộ chàng rể tương lai này không? Chúc cô các đường chúng gần lên với chúc trong cuộc hợp này đều mạnh khỏe hết. Dạ, làm sao mà sống như bà ngoại được 91 tuổi đi. Trời ơi. Ngoại. Câu này hay nhất ngoại. Con cũng mong tới đó thôi chứ không biết nổi không. Bây giờ tôi còn đi xe buýt được mà. Trời ơi, ngoại khỏe quá. Tôi dạ. Đi đi ngõ đường Phan Công Hớn cũng đi hai chặng xe. Đi xe 23 lên tới Triệu Nhị Xuân. Rồi đi xe 85 về Đức Lập. Trời ơi, thấy vô ngậu ông đa vô nhà. Còn Củ Chi thì đi xe 94. Ôi, nhớ về luôn. Tới Củ Chi. Dạ. Vô ngồi xe Củ Chi Hội Nghĩa cũng dạ. Về Đức Lập rồi xuống ngậu ông đa gì. Hồi tôi còn khỏe tôi cái bộ không mà giờ già lớn đi không nổi đi xe. Dạ, dạ cảm ơn ngoại. Chúc dạ. Ngoại sống lâu trăm tuổi nha. Vui hạnh phúc với con cháu nha ngoại nha. Mong lòng hai em này sẽ là làm sớm sớm để ngoại dự đám cưới nha. Cái đó là tùy như hai cháu tôi dạ. Quyết định. Chứ quyết định bà ngoại ủng hộ thôi. Dạ. Chứ ngoài ra không có ý kiến gì hết. Dạ. Bây giờ nó quyết định mà. Cảm ơn ngoại. Dạ. Cảm ơn ngoại. Rồi em đi với ai Quốc? Dạ em đi với cô Lan là cô ruột. Tôi từ Vũng Tàu qua với ông anh con ông cậu và người cháu và người bạn đăng ký cho em là em Hoàng cũng làm trong cái nhà hàng đó luôn. Rồi cho gặp cô đi cô. Dạ, cô Lan chào rồi. Cô. Chào chú Hoàng Linh, cô Cát Tường. Dạ. Quý khán giả. Tôi là cô của cháu Quốc. Nay được dự chương trình này cũng mong sao hai đứa này hẹn hò tan nó xứng đôi. Thấy bên nữ cũng dễ thương mà. Thì bây giờ hai bên đồng ý hết thì cho cháu nó đi đến. Dạ. Dạ là cô đồng ý tán thành hả cô? Dạ. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn cô. Rồi bây giờ mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Rồi. Anh có hoa tặng em. Dạ, cảm ơn anh. Tư đặt quà như hoa. Dạ. Em cũng có một món quà em tặng cho anh. Dạ. Cảm ơn em. Dạ. Đấy, đây là gì đây? Rồi. Dạ, cảm ơn chị. Em nói trước hay anh nói trước? Anh nói trước. Anh trước hay. Mới gặp anh em thấy như sao? em nhận xét về bên ngoài anh trước nha. Anh trước rồi. Anh đẹp trai quá. À. Đẹp trai. Dạ. Cảm ơn em. Nhưng mà không phải khoe nhưng mà anh là một thời đi học với vào Sài Gòn là anh cũng là một bạn bè nên là cho là mình một người đẹp trai. Dạ. Nhưng mà đẹp trai không có mang lại cho mình được gì đâu em. Phải có tài. Dạ đúng rồi. Dạ. Đó là cũng là điều mà những cái cô gái ai cũng mong ước như vậy. Dạ. Nhưng mà nói chung là đẹp thì chấm trước rồi. Dạ. Em thì cũng biết làm việc nhà. Rồi em cũng biết nấu ăn. Nhưng mà nói chung là cũng mấy món đơn giản thôi.
nên chắc không có dám mà. Không việc cái món ăn thì chưa chắc gì đó, nhà hàng mà với bà nhà là đã khẩu vị là giống đâu em. Dạ. Ví dụ như người miền Trung đi vào Sài Gòn ăn đám cưới sau năm này nó ngọt quá. Dạ. Rồi ở trong Sài Gòn ra Quảng Ngãi ăn mấy ông nội Quảng Ngãi ăn mặn quá, nhưng mà cái đâu có giống được. Nên em vô nhà hàng em ăn, nhà nó không khẩu vị đều khác hết, không có đều giống hết. Nhưng ngon là tự mình làm nó ngon. Đó, thì vấn đề em nấu được anh nấu không sao hết. Anh nói với anh thì anh rất, mọi người nhận xét anh là hiền, anh rất tích cực với công việc. Thì năm nay 40 tuổi thì nói chưa yêu ai, chưa vợ, thì nhiều người cũng sợ ông này giống BD, nhưng mà anh là một người men, là người là đàn ông đích thực, nhưng mà anh có duyên nhưng mà chưa có nợ. Thì anh đến đây với chương trình này mình cho nhau một cơ hội để tìm hiểu sớm để đi đến hôn nhân. Anh sẵn lòng. Và anh nói là em bán tập quá hả? Quá thì ngoài ra cũng quá là em chỉ anh tập quá anh cũng rất là rành, anh có thể là về giao hàng cho em hay là cái gì đó anh sẽ sẵn lòng rồi mở thêm một cái gì làm phát triển hơn nữa. Anh không ở không, không bao giờ ở quan trọng là hỏi ảnh lần đầu tiên nhìn thấy em cảm nhận em như thế nào. Anh cảm nhận về ngoại hình và tính cách của em như thế nào ạ? Em có sức khỏe. Có sức khỏe. Nhất là sức khỏe không? Có hàm răng rất là đẹp. Hàm răng rất là tuyệt vời. Cảm anh ơn. Thấy em rất dễ thương. Hồi nãy giờ anh nói chuyện bên kia giống như chắc là em một người già lắm, như là một cổ lỗ sĩ gì đó, đứng ca hát gì đó, anh nghe cũng chưa có rõ mi lắm, nhưng mà thật ra nhìn thấy đó là một người là thật thà. Đúng rồi, đúng không? Rồi, vậy giờ mình bàn cái kế hoạch hẹn hò nè. Thì tính cái kế hoạch, em nói là em ở đường nào? Dạ em ở đường Phan Văn Hớn. Từ Lễ Thiêu anh chạy qua đây thì anh lên đường đây mà, thì có thể hẹn hò. Thì anh thông cảm cho anh là gần Tết Tư đến đây nhà hàng nó tiệc dừng dữ lắm, nên là em thông cảm thì có lẽ một tuần gặp một lần hoặc là như thế nào. Chứ còn thứ bảy nhật là anh không thể nào mà cái gần Tết thì không thể nào gặp nhau được, thì sắp xếp làm sao để gặp nhau thì cũng dễ thôi chứ không gì khó. Thì chủ yếu là mình hiểu nhau thời gian ngắn là có thể đi đến cái hồi kết rồi. Mình không nói trước điều gì, hiểu nhau và thông cảm cho nhau. Cuộc đời này nhiều cái gian khổ rồi nó vui buồn đó, chứ không phải là mình làm liền đó. Rồi em đi về quê anh chơi, biết ba mẹ anh mà quê, rồi nhà cửa mày đó, thấy không, như thế nào. Rồi cô ở Vũng Tàu, rồi anh biết nhà em như thế nào. Đó, như thế. Chứ còn nói mà làm liền thì nó giống như bên Pháp, bên Mỹ, anh không được. Anh phải là nghiêm túc như vậy mới được. Phải nghiêm túc. Dạ, thì em cũng nghiêm túc trong chuyện đó nên em mới chần chừ tới bây giờ. Với lại như anh đã nói thì công việc của mỗi người thì nếu mà chúng ta muốn mà tiến tới sâu hơn á thì phải hiểu nhau và phải chia sẻ. Chứ giống như là anh thì hôm đó thứ bảy anh bận, em không thể nào 1-2 bắt anh là anh phải có mặt ở nhà em được, tại vì đó là công việc của anh. Nếu mà anh tới đó rồi công việc của anh thì sao? Nên nói chung là, hoặc là giống như là thí dụ như hôm đó nhà anh có tiệc đi, nhưng mà nhà em hôm đó cũng trùng có tiệc thì anh cũng không thể nào em phải ở nhà anh để này phụ giúp nhà anh, thì đó là không chuyện không thể. Nên chúng ta phải là giống như là phải là hiểu biết cho nhau, giống như là phải cân bằng cho nhau. Rồi, có gì anh nhắn Zalo qua. Hình hình đang nấu rồi là em hiểu không? Rồi mình bàn tới chuyện tương lai đi, nếu đám cưới chúng ta sẽ quản lý kinh tế thế nào, phát triển gia đình thế nào, và con cái, con trai, con gái, bàn luôn em đi. Nếu như anh và em hẹn hò với nhau á thì thời gian bao lâu thì tụi mình mới kết hôn được? Cái thời gian á thì em với anh cũng không nói trước được. Nếu mà hai chúng ta hẹn hò mà lúc đó cảm thấy là hai trái tim chúng ta có thể hòa với nhau được và có thể nắm tay nhau đi đến cuối cuộc đời thì có thể là 3 tháng, 6 tháng, hoặc là nếu nhanh hơn cũng có thể. Ấy như bao nhiêu năm nay mà chờ như đó thì cũng dễ thôi. Đúng rồi. Giờ hai bạn hãy nói một cái câu gì đó chốt lại vấn đề. Anh nói chuyện con trai con gái, con trai. Nếu mà em mình kết hôn thì em thích sinh bao nhiêu đứa con? Kế hoạch quá đi anh, hai đứa là vừa. Anh cũng thích một nam một nữ. Nam rồi. Nữ như anh cũng liều, tại anh là một người nổi tiếng thương nít. Nam nữ cũng là con của mình. Nhưng mà nếu mà em thì em thích con nít hơn, bé gái hơn. Gái trai thì anh cũng thương. Gái thì gái dễ thương. Cho anh nói riêng cái nữa là em nói là
Em là người ở thành phố Hồ Chí Minh này luôn. Dạ, là em là ở đây. Người ở Sài Gòn này luôn. Dạ. À. Quê quán em cũng ở đây luôn từ nhỏ giờ. Dạ. Nếu như anh là một người ở tỉnh khác đến lập nghiệp ở đây thì em có ngại điều gì? Anh là người miền Trung, em có ngại gì điều gì không? Dạ em không có ngại gì hết. Em có sẵn sàng về quê anh chơi để biết quê, biết nhà cửa ngoài đó không? Dạ thì nói chung là em cũng thích đi đây đi đó cho biết. Dạ. Dạ. Với lại em cũng không có ngại gì là anh là vùng miền nào. Nói chung là nếu mà quen nhau thì em chỉ là nói là nếu mà ví dụ như mà anh nói là anh cũng vô đây lâu rồi thì em chỉ muốn một điều duy nhất là như là cái giọng nói của mình thì dễ nghe một tí thôi. Dạ. Nãy giờ anh nói tiếng Nam không? Dạ. Đúng thì không? Đó. Anh là dạ. người tiếng Nam mà anh vào trong bếp là anh nói tiếng Bắc. Thì đó. À, về miền Trung không, nói tiếng ý miền Trung. Quan trọng là giống như là khi mà chỉ sợ là như là hai người cùng là Việt Nam mà nói chuyện với nhau mà phải chờ một người phát phiên dịch thì nó hơi không vậy là lâu. Hiểu rồi đó. Dạ. Bây giờ em hãy nhìn kỹ cô gái ngồi đối diện và suy nghĩ gì và mong muốn điều gì. Thật sự ra là em cũng mong một người mà có sức khỏe giống như em đó. Cô ấy có hợp với em không? Hợp. Thấy anh em thấy nụ cười là em đã hợp. Em thấy thích không? Thích, mến, mến thật. Rồi. Chắc mến. Đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. Chúng ta có 30 giây để quyết định điều đó. Hãy nhắm mắt lại, kiểm tra lại con tim của mình một lần nữa. Kiểm tra lại tất cả mọi thứ. Chúng ta quyết định bằng chính con tim của mình. Đừng quyết định vì bất cứ điều gì cả. Bấm tức là chúng ta sẽ tiến đến tìm hiểu và hẹn hò và yêu thương cho đến suốt cuộc đời. Nếu không thấy trái tim rung động, không bấm không sao cả. Mời các bạn. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Nắm tay đi. Nắm tay nào. Nhìn nó cũng hơi so le chút xíu nhưng mà về tính tình, về tất cả mọi thứ, về công việc, về tương lai, anh thấy các bạn rất là hợp với nhau. Tôi hy vọng rằng các bạn sẽ sớm hiểu nhau hơn và đưa ra quyết định một cách tốt nhất và gửi thư về chúng tôi nhé. Rồi chúc các bạn hạnh phúc. Đây là những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Cặp này chúng tôi tạo điều kiện nói chuyện hơi dài chút xíu để các bạn hiểu nhau nhiều hơn nhé. Việt Nam Cacao xin gửi tặng các bạn những cái thanh sô cô la và hy vọng rằng tình yêu của các bạn sẽ ngọt ngào với những thanh sô cô la như thế. Phần quà dành cho hai bạn là bánh cao cấp Goody, sản phẩm của công ty cổ phần BBK gửi tặng hai bạn. Phần tặng cho bạn là một món quà của bạn gái tặng bạn. Đây. Phần quà dành cho hai bạn là một chiếc Smart TV Akino 40 inch trị giá là 6.990.000 đồng đến từ thương hiệu Akino, tinh hoa công nghệ thăng hoa cảm xúc nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Rồi, hoa của bạn trai tặng cho mình đây. Yeah. Hai bạn hãy nắm tay nhau thật chặt nhé. Tìm hiểu nhau nhé. Yeah. Đừng buông tay cô ấy ra, cố gắng. Có quà cũng phải ôm cho hết. Rồi. Anh nghĩ rằng đã tới thời cơ chín mùi đó. Hai bạn đủ trải nghiệm để có thể hiểu nhau và yêu nhau. Rồi, chúc hạnh phúc. Yeah. Mà có đôi lời là phát biểu. Rồi, nói đi Quốc. Từ khi nhờ em Hoàng đăng ký chương trình cũng làm công việc bếp nó hơi bận rộn, em Hoàng thì rất là rành về cái bạn muốn hẹn hò này. Đang qua thì cũng nhờ năm ngoái bị rớt, năm nay thì chương trình cũng đã kêu qua. Thế là em cảm ơn mấy chị ở biên tập ở Lý Chính Thắng đã tạo ra cái điều kiện để tụi em gặp nhau như thế này. Cảm ơn anh Quyền Linh với chị Cát Tường để có một thời gian đến đây gặp gỡ chúng em. Cảm ơn quý vị đã đường xá xa xôi ở đây, cô Bảy và các quý vị ở xa xôi bên các bà ngoại cũng 90 mấy tuổi rồi mà đến đây để cổ vũ và có những tinh thần mà với con cháu thành đôi vợ chồng thì mong có gì là xíu sót thì em xin cảm ơn. Rồi, không phải rớt đâu mà chưa tìm cho em được người yêu thôi chứ phải rớt đâu nha. Hôm nay tìm được rồi đó. Dạ, em rất là cảm ơn nhiều. Đây là người của em đó. Dạ. Thôi con đi, con cái nào. Đấy.
cảm ơn mấy anh quay phim đó nha, mấy anh quay cũng là vất vả nữa. Tuyệt vời, tuyệt vời. Rồi chúc mừng hai bạn nha. Đúng rồi, ngành điều dưỡng là vất vả lắm á, cứ lo cho người ta không à. Rồi cuối cùng cái người mà đúng ra mình phải lo, không lo cái ta bỏ ta đi, không? Rồi cái điều dưỡng là kiên nhẫn lắm á, biết yêu thương nữa. Biết yêu thương người khác. Nói chung là cô gái này là được, ngon lành đó. Thì ngon, tốt bụng, dễ thương. Thì nói chung mình là dùng cái từ vậy đó là dùng ngon tưởng đâu đồ ăn. Không, thường ví dụ như ngồi mà mấy bà xin ngồi, tôi gái tôi thấy nhỏ ngon, ngon được vô. Đó. Cái đàn ông cứ ngồi nhìn ta đó, nó ngon ngon á. Đàn ông nó ngon là khác, còn phụ nữ người ta dùng cái từ ngon đó là khác. À, được rồi. Ngon lành. Nhà trai tôi vậy đó, dễ thương lắm, qua coi giùm. Đây, qua coi tôi coi. Rất là tươi, rất cười tươi là cười. Dạ, tươi. Tươi chưa? Tươi. Đẹp trai lắm mà. Không vậy tươi mà, dễ thương tính tươi ngầm. Tươi ngầm hả? Tươi ngầm mà. Bên đây cô gái dịu dàng miền Tây Sóc Trăng hả? Ở huyện nào? Ngã Năm hả? Là có cái chợ Ngã Năm rồi đúng không? Dạ, rồi chợ nổi Ngã Năm. Bây giờ nè cô gái, chị Lan đang ở bên nhà trai rồi. Em hãy nói là những cái tiêu chí chọn người đàn ông của mình đi. Chị Lan ngó coi là có đáp ứng được hay không. Dạ, kiểu như em cũng có công việc ổn định. Chứ nói chung là biết cách cư xử, như tính như đừng gia chủ là được. Như vậy như là về mặt xã hội thì cũng biết biết như vậy như là cách ứng xử. Không, anh này thì được á. Dễ thương lắm nhưng mà có tật hơi cãi lại thôi. Không, tại ta cũng nhịn dữ lắm rồi cho nên là dữ lắm thì ta mới cãi thôi. Dạ, em tên là Nguyễn Văn Tươi, sinh năm 1993, hiện tại làm việc ở Tiền Giang, làm công ty xe hơi. Nguyễn Văn Tươi hả? Dạ. Cười tươi xuống xứ nào? Cười lên. Tươi lên. Đó, đúng rồi. Tươi là phải tươi nha Tươi. Dạ. Tươi làm gì ở Tiền Giang? Dạ, em làm đồng, kỹ thuật sửa. Làm đồng. Ở huyện nào Tươi? Huyện Châu Thành. Châu Thành là trung huyện anh ha. Dạ. Đồng hương luôn nha. Rồi, bây giờ thì mời nhà gái. Dạ, mời nhà gái ạ. Dạ, trước tiên em xin chào anh Nguyễn Linh và chị Ngọc Lan và toàn thể quý vị khán giả trường quay ạ. Rồi em. Nguyễn Thị Thi Linh, năm nay em 26 tuổi. Hiện tại công việc của em là điều dưỡng, quê gốc của em là Sóc Trăng ạ. Nhưng mà em làm công việc và sinh sống là tại Cần Thơ ạ. Thúy sinh năm mấy? Dạ, em sinh 1997 ạ. Thùy á hả? Thùy hả Thúy? Dạ Thúy ạ. Thúy. Dạ. Rồi. Còn Tươi sinh năm mấy Tươi ơi? Dạ sinh năm 93. 93. Dạ 29 tuổi. 29. Dạ. Thúy Tươi. À, Tươi lên nha Thúy. Thúy phải Tươi lên, mà Tươi phải Tươi cho Thúy nó vui. Dạ. Bộ rồi. Tươi mà nó Tươi dữ lắm hả? Không, không thấy Tươi, chưa thấy Tươi. Phải Tươi thì họ gặp Thúy mới Tươi. Dạ. Đúng không? Dạ dạ em rung quá. Rung. Ở dưới quê có mấy anh em? Dạ có hai chị em à. Hai chị em? Dạ. Chị có chồng chưa? Dạ có gia đình rồi. À còn Tươi chưa có đúng không? Dạ. À, Tươi có ưu điểm khuyết điểm gì nè? Dạ em thích nhất là học hỏi và tìm hiểu thêm những vấn đề mình không biết. Mình phải làm cho mình được. Đúng rồi. Dạ. Còn khuyết điểm của em là những cái món em hơi nóng tính thôi. Nóng tính hả? Dạ. Vậy mà nóng gì nóng nổi trời. Nóng lên làm gì? Nóng cái như bỏ đi chỗ khác hay là gì thôi rồi xong sẽ làm lại. À, nóng lại hả? Dạ sẽ làm lại những chuyện đó chứ không phải là gì. À tưởng nó nóng đi bỏ chỗ khác hồi quay rồi nóng lại. Dạ không có. Không có đúng không? Dạ. Ở em ở huyện Châu Thành mà ở dưới quê có làm ruộng làm gì không? Dạ không. Hồi đó thì nhà đình có làm mà giờ thì không còn làm nữa. Ừ. Giờ cụ thể em làm gì nè? Dạ em làm sửa chữa bên kỹ thuật làm đồng. Hồi nãy người ta nói người ta làm đồng là không đồng, phải làm đồng ruộng. Không phải cụ thể á, tức là làm đồng là làm gì? Tức là mình hàng hay là mình sửa chữa cái phần xe bị tai nạn hay bị bột. Tức là trong tức là làm đồng xe đúng không? Dạ. À. Tức là những cái xe nào mà ấy hư thì mình vô làm đồng lại. Dạ đúng rồi. Ô tô, xe máy sử dụng được đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy làm ở đâu? Dạ em làm ở trên cầu Bến Chùa, công ty Ford. Cầu gì? Cầu Bến Chùa anh. Cầu Bến Chùa ngay Châu Thành luôn. Dạ. À, gần tới ngã ba Trung Lương đó đúng không? Dạ, dạ đúng rồi. À. Có tật xấu gì không Tươi? Dạ, tật xấu thì em cũng giờ chưa biết nữa. Chưa biết nữa. Dạ. Rồi mời nhà gái. Dạ. Ưu điểm của em thì biết học hỏi. Ừ. Còn nhược điểm của em là hơi nhút nhát, chứ em thích nấu ăn nhưng mà em nấu ăn không ngon. Thích nấu ăn mà nấu ăn không ngon hả? Cũng nguy hiểm lắm nha. Đấy, có nấu đi cho Tươi ăn thôi. Hả? Dạ. Không, khi mà người ta yêu rồi thì cỡ nào người ta cũng ngon rồi. Em ơi. Yêu rồi là không có gì mà ấy hết trơn á. Ừ. Và có mấy mối tình rồi Tươi? Dạ, được 2 mối. 2 mối hả? Dạ. Mối mấy năm? Dạ, lâu nhất là 5 rưỡi. Lâu nhất 5 rưỡi.
yêu nhau tha thiết sâu đậm không? Dạ cũng có. Cũng có hả? Dạ. Rồi sao chia tay? Dạ nhiều cái vấn đề nên cãi nhau nên chia tay. Cãi nhau á hả? Dạ. Cãi dữ dội không? Dạ dữ mới chia tay. Em cãi dữ hay bên kia cãi dữ? Dạ bên kia. Bên kia? Dạ. Rồi em cũng có cãi lại không? Dạ có chứ. Có luôn hả? Dạ. Cãi mấy lần mà chia tay vậy? Đâu 4-5 lần gì á. Làm gì cãi lộn với gái vừa rồi. Nhiều vấn đề nói không có đúng. Không đúng mình cãi lại hả? Dạ em hơi tức nên mới cãi. Sao không nhịn ta? Nhịn nhiều quá rồi. Nhịn nhiều quá? Dạ. Giờ bà kia bà cãi dữ lắm luôn hả? Dạ. Giờ là chia tay thôi. Dạ. Rồi. Đó nghe mà nhà trai tôi chưa à, cho em gái. Nhà trai tôi đừng có cãi lại. Cãi là cãi lại luôn á. Có hay cãi lộn không? Dạ nếu mà cãi lộn thì mình phải nhường xíu anh. Ai nhường? Thì thí dụ như một bên nóng rồi mình phải một bên nguội. Nhưng bây giờ là ai nhường là bên trai tôi không nhường rồi đó. Cãi là cãi lại luôn á. Nhịn lâu quá rồi. Rồi cãi không nhường luôn á. Rồi bà nhà gái có nhường không? Nhà gái tôi cũng không nhường đâu. Đừng nhường em. Đừng nhường. Nhường không? Không nhường. Ủa tôi hỏi, đang hỏi cô gái này nè, nhường không? Dạ nếu mà anh nóng quá thì em sẽ im lặng. Ờ thấy chưa, nhường thấy chưa? Ai như cô vậy cô? Bà im lặng đó nguy hiểm đó, im lặng là đi luôn. Không phải im lặng để cũng như là một khi lúc nóng giận á, mình nên im, người một người nóng một người nguội, để trong khi nào người đó nguội xong rồi mình sẽ nói lại những cái điểm mà thấy chưa? Ra đây là ưu điểm của cô gái nha. Người ta biết nhường nhịn đó, đó thấy không? Bên đó mấy mối tình rồi? Dạ chỉ dạng như em có mới có một và dạng tìm hiểu thôi, thấy cũng không hợp nên em lo cho công việc của em, thì công việc của em thì ngành điều dưỡng nên không có thời gian. Đúng rồi, ngành điều dưỡng là vất vả lắm á, cứ lo cho người ta không à. Dạ. Rồi cuối cùng cái người mà đúng ra mình phải lo, không lo cái người ta bỏ ta đi không. Rồi thấy điều dưỡng là kiên nhẫn lắm á, biết yêu thương rồi. Biết yêu nói thương chung người là khác. Cô gái này là được ngon lành đó. Gì ngon? Tốt bụng, dễ thương. Thì nói chung mình là dùng cái từ vậy đó là dùng ngon tưởng đâu đồ ăn. Không, thường ví dụ như ngồi mà mấy bà xui ngồi, tôi thấy gái tôi thấy nhỏ ngon á, ngon được, được ngon. Vô. Đó. Chứ đàn ông cứ ngồi nhìn ta đó, nhỏ ngon ngon á. Đàn ông á ngon là khác, còn phụ nữ người ta dùng cái từ ngon đó là khác. Rồi, ngon rồi. Lành. Nhà trai tôi vậy đó, dễ thương lắm, qua coi giùm. Đây, qua coi tươi coi. Rất là tươi. Đó, cười tươi lên, dạ, cười. Dạ chào tươi. Đó. Tươi chưa? Tươi. Đẹp trai lắm mà. Không vậy tươi mà, dễ thương ta tươi ngầm. Tươi ngầm hả? Nó tươi ngầm mà. Bên đây cô gái dịu dàng miền Tây Sóc Trăng em hả? Dạ, ở huyện dạ, nào? Dạ huyện Ngã Năm. Ngã Năm hả? Dạ. Là có cái chợ Ngã Năm đó đúng không? Dạ, dạ, rồi đúng chợ mà. Nổi Ngã Năm. Bây giờ nè cô gái, chị Lan đang ở bên nhà trai rồi. Em hãy nói là những cái tiêu chí chọn người đàn ông của mình đi. Chị Lan ngó coi là có đáp ứng được hay không? Dạ kiểu như em cũng có công việc ổn định. Chứ nói chung là biết cách cư xử. Như tính như đừng gia chủ là được. Như vậy như là về mặt xã hội thì cũng biết biết như vậy như là cách ứng xử. Không anh này thì được á, dễ thương đó, nhưng mà có tật hơi cãi lại thôi. Không, tại người ta cũng nhịn dữ lắm rồi cho nên là dữ lắm, đừng dữ lắm thì người ta mới cãi thôi. Tức đó, cãi cãi lần cuối. Cãi mà hai mối tình đi luôn rồi đó. Thì bên kia nhịn. Em có mẫu hình lý tưởng nào không? Dạ em thì không có, nhưng mà kiểu như là em thấy tính tình người đó hợp với mình, cái cách cư xử của người đó hợp với mình thì được rồi, chứ mẫu lý tưởng thì chưa không ai hoàn hảo đâu. Em bây giờ em trong đầu em suy nghĩ là em muốn có một người bạn trai mập ốm cao thấp như thế nào? Vậy như cũng tương đối dễ nhìn. Bên đây nhìn cái là thấy liền, dễ nhìn dữ lắm. Bên đây là đầy đủ, cao cũng có, tươi đẹp trai cũng có, tươi lúc không. Cố gắng tươi. Cố gắng tươi á, cười đẹp trai mà. Hả? Nói yêu cầu dễ quá, dạ. Như rồi. Bạn trai có mong muốn về người phụ nữ mình như thế nào? Dạ em không có mong muốn gì hết. Quan trọng bạn gái hiểu chuyện, biết cư xử và biết lo cho gia đình, nhìn được mắt thôi chứ không cần quá đẹp. Ủa sao hai đứa cứ bi bài nhau hay gì vậy? Nhưng mà ví dụ bên đây cãi quá thì sao? Tùy theo công chuyện để mình cãi lại hay không cãi lại chứ. Không, bên kia không cãi đâu, bên kia là nhịn đó. Dạ. Bên đây ta kiên nhẫn lắm, ta nhịn. Nhịn đợi nguôi nguôi rồi xử sao? Dạ. Tôi không nghĩ mặt này là cãi ta. Cãi. Đâu hôm trước cãi lộn bạn gái cãi làm sao đâu? Lúc đó làm sao, lúc đó làm sao? Thì chống nặng nè. Thì hơi lớn tôi tiếng. Tôi nói thôi. Vậy mà em không nghe. Thì lớn tiếng đúng thôi.
phải vậy không? Dạ hay hơi lớn tiếng thôi. Lớn tiếng rồi hả? Dạ. Lớn dữ không? Dạ lớn tiếng thôi. Xong rồi đi luôn hả? Dạ. Vậy chia tay luôn hả? Dạ. Bởi vì thôi mình mốt rồi mình thương người ta thôi mình ráng nhịn được bao nhiêu đó thời đúng gian rồi thì mình nhịn nữa đi. Dạ. Mình đàn ông mà. Khi nào mà mình cảm thấy không hợp nữa thì thôi. Dạ. Mình cứ nói chuyện nhỏ nhẹ như là thôi em anh không hợp dạ. nhau thôi. Chứ mình cãi nhau với phụ nữ làm gì? Dạ. Đúng không? Mỗi lần mình nóng giận rồi mình nói những cái lời nó cũng không có hay. Rồi lỡ sau này ra đường gặp nhau sao? Đúng không? Dạ. Ha? Dạ. Đừng cãi nữa, cãi dạ. đi. Hay tôi đi với ai tôi? Dạ anh em đi mình. À. Mình. Dạ. Rồi. Có không ai lo? Có, tôi dân Tiền Giang tôi lo cho. Rồi sao em gái đi với ai? Dạ, tại vì gia đình em đồng nghiệp của em giờ giờ, giờ hành chính nên không có cũng thời gian mình đúng không? Dạ. Hai người mình để tôi để mai tôi lo mỗi lo luôn. Bây giờ rồi. Mình mở ra. Mở ra. Mở ra. Cho hai bên gặp mặt đi. Sóc Trăng với Tiền Giang ha. Bắt đầu đi tươi. Bước tới liền. Quá giờ trái tim bự rồi. Chào em. Dạ. Này có món quà tặng cho em. Dạ, ngày đầu tiên gặp mặt. Tại vì em cũng đi gấp quá, không có thời gian nên em không có tặng gì. Hai 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 bạn đứng sát sát vào nhau cái coi. Đầu đứng sát vào nhau coi hợp không? Đẹp đôi đó, nha mọi người. Được ơi. Không? Hợp lý quá ha. Rồi. À, bây giờ trở về ghế ngồi đi tươi. Đấy. Em muốn ôm luôn hay là để chị cất cho? Rồi, quay mặt qua đối diện với nhau nói chuyện đi nè. À, tôi thấy bạn gái mới quen sao nè. Dạ. Em thấy thì sao? Dạ thì cũng nhìn thì cũng thấy... cũng tươi. Dạ. Anh thấy em chắc hiền quá hả? Dạ cũng vậy, như là cũng điềm đạm. Ừ, thấy ít nói mà thấy hiền. Vì là không có người cãi với em rồi đó tươi. Em không có cơ hội cãi lộn đâu thiệt. Dạ. Nhưng mà cãi lộn mà cãi đợi lâu quá hay sao vậy chị? Hả? Thế như ví dụ mình có cãi lộn á, cãi rồi đợi lâu quá rồi sao? Chị chưa hiểu lắm. Là đợi câu trả lời lại á. À tức là ý em là giờ là muốn cãi lộn rõ ràng đúng không? Chứ dạ. em không muốn im lặng cãi đúng mà, không? Cứ đứng hoài không nói chuyện, không cãi lại người ta cũng khó chịu lắm á. Dạ. Là cãi là phải cãi lại hả? Dạ. Ừ. Tao muốn cãi lại mà. Thì xong rồi mình xong rồi im lặng rồi hòa chứ cãi đứng lại cũng hơi lâu. Ừ. Những lúc đó thì kêu chị tới chị cãi phụ. Trời dạ. ơi. Đâu ra vậy? Người ta muốn người đối phương của ta phải cãi lại. Muốn vậy được không em? Dạ cũng như không phải mà cãi lộn là cách tốt nhất, kiểu như nếu mà mình phải đưa ra một cái biện pháp gì nếu cãi lộn thì sẽ không hạnh phúc đâu. Nè bây giờ nè em thích được ôn hòa đúng không? Nói là nói cho nó vui thôi chứ mà thật sự là muốn gia đình không bao giờ cãi lộn. Tại vì chén bát trong sống khi nào mà không khua. Ừ. Nhưng mà mình muốn là vợ chồng nói với nhau chứ đừng có im lặng và làm chuyện một mình, anh không thích. Đúng. Anh thích là như... cái gì phải nói với nhau để mình chia sẻ. Giọng không nói chuyện như là 60 tuổi vậy đó. Dạ. Bây giờ là thích bình yên, không dạ. có cãi lộn thì chọn đây. Còn thích có người cãi lộn thì chọn đây. Dạ. Cái mỏ tôi lúc nào tôi cũng dọn sẵn hết trơn á. Chữ nó chạy liên tục dạ, trong tại đầu. Tại vì để em hỏi vui thôi chứ ừ. em cũng không muốn. Hỏi cho nó tươi đúng không? Dạ. Cãi không lại cái cô đứng đó đâu em. Không, à. Lâu buồn quá nói chị Lan ơi bây giờ em thèm chữ lộn quá kêu tôi ra. À, dạ. Được không? Dạ. Cho sợ lần hết cãi luôn. Rồi à, bây giờ nè, em thấy cô mình đó thì sao? Rất đẹp. Rất đẹp hả? Dạ. Đúng ý không? Dạ đúng. Đúng ý như anh chị Lan lựa chọn không? Dạ đúng. Đúng ý đúng không? Dạ. Theo yêu cầu rồi đúng không? Dạ. Giờ bao giờ em nói cho cô ấy biết là hỏi coi. Bây giờ là anh với em ở xa vậy đó. Dạ. Đi chơi thì sao? Anh xuống em xuống anh gì đó bàn nhau thử coi. Tất nhiên có thể em về qua bản này. Nói mình nói với bên đây người ta chỉ mồi thôi. Nếu mà em anh đi chơi thì gặp ở đâu em? Dạ tại vì công việc của em ngoài sinh sống tại Cần Thơ anh. Cần Thơ hả? Dạ. Dạ. Nhưng mà tuần để gặp được mấy lần? Một tuần em sẽ được gặp một ngày. Ngày hả? Vậy tuần dạ. để gặp lần hả? Nhưng mà gặp ở Cần Thơ hả em? Dạ. Em định bao lâu lập gia đình?
Em chỉ thấy cũng như là không, cũng như là người đó phù hợp với mình. Mình thấy cũng như là muốn như là người đó có thể là cùng chí hướng hả? Cùng chí hướng như vậy, như là người vững vững chãi để mình nương tựa thì mình sẽ lập gia đình. Anh cũng nghĩ vậy đấy. Mình nói cho cô biết về nhà mình cũng làm dâu hay không, dạ. Hay là thế nào, hay là lấy vợ phải về Tiền Giang, hay là em xuống Cần Thơ. Em giao được không em? Dạ được ạ. Tại vì gia đình có một mình anh là con trai hả, cũng phải làm dâu. Nhưng mà giờ làm dâu cũng không có gì, ba mẹ anh dễ lắm, rất dễ. Rồi mong muốn mình mấy đứa con nói cho cô biết đi. Mong muốn là được mấy đứa con em? Dạ cái này cũng do duyên chứ. Dạng như em nghĩ là một trai một gái sẽ hợp hơn. Đúng rồi, anh cũng thích vậy. Hên quá chứ thôi vụ này cãi lộn cũng mệt lắm. Thì chắc không đâu. Bước tới đứng gần gần giúp nói chuyện đi. Đúng rồi, xin lên. Đứng lên. Nắm tay. Cho nắm tay được không em? Nắm hai tay dìu đứng lên. Đứng lên. Còn rung không? Còn rung bây giờ hát một bài tặng bạn gái hết rung. Giờ không biết hát. Hát dở lắm. Chán ghê luôn. Hát dở lắm. Bạn gái hát một bài tặng cho bạn trai hết rung. Dạ em cũng hát dở. Vậy chị hát cho hai đứa bớt rung. Má em dặn là con gái như Ngọc Nga đó. Bây giờ là tôi nói á, nói cho bạn gái biết bây giờ nè, nếu như mình lấy nhau về quê em làm gì, anh làm gì, rồi á trong gia đình anh sẽ chăm sóc em như thế nào, nói cho cô gái yên tâm đi để người ta có sự tin tưởng người ta. Nhưng về Tiền Giang chứ em về Tiền Giang được không em? Tiền Giang thì cũng như là công việc của em sẽ khó để phát triển ngoài thì anh. Giờ nếu cứ về bắt đầu lại từ đầu, anh ở đây mà có gì anh sẽ giúp đỡ được. Anh ở Tiền Giang là anh ở nhà luôn chứ anh ở nhà sẽ... luôn đó, giờ ở nhà không à, không gì làm sao, làm sao cũng đi sáng đi chiều về à. Dạ. Thì mình cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Okay. Nếu như hợp thì cũng như về sự tính tình hoặc là cái cách cư xử có hợp. Này gặp nhau cũng là cái duyên rồi đó em. Dạ đúng rồi, cho nhau một cái duyên để mình tìm hiểu. Dạ, cảm ơn em. Anh sẽ thương em thế nào để em khỏi có lo, để là cái tuổi thân đi xa nhà gì, hứa với bạn gái đi, nói cho bạn gái biết đi. Nếu mà em cho anh cơ hội, anh sẽ thương nhiều, rất là nhiều, để em không có buồn nha. Đi làm dâu xa em không cô đơn, anh làm sao để cho em không cảm thấy cô đơn khi mà em làm dâu xa nhà. Nói cho bạn gái tin tưởng đó. Nếu mà em vợ anh, em sẽ không bị cô đơn khi về nhà mới đâu. Em sẽ lo em ở bên em. Đứng đi nguyên đó, đứng đi nguyên đó. Đó, bây giờ anh nắm tay em, anh thấy như sao? Nói cho anh nắm tay, anh thấy sao? Dạ. Em cũng... Nói nghe nè. Cũng dạng như cũng... Cũng... Sao? Cũng sao, nói bằng trai biết đi. Cũng còn tư thấy sao, nói cho con gái biết đi. Nắm tay em rất là vui. Nắm tay mà vui gì, nắm tay phải sao, thấy trong lòng mình sao chứ, hay có một chút gì đó nó rung động. Rồi quan điểm về hôn nhân gia đình như thế nào, nói cho tôi nghe đi em gái. Quan điểm về hôn nhân hả, thì em dạng như là hai người biết nhường nhịn nhau. Đúng rồi, em cũng thích vậy. Rồi biết về cư xử với hai bên gia đình. Còn tôi nghĩ sao, nói cho bạn gái nghe đi. Em thì em cũng muốn như gia đình á, em làm biết chuyện nhưng quan hoạt bát xíu, biết chuyện đối xử với gia đình vui vẻ là như vậy. Nên đơn giản, cần đơn giản vậy thôi à. Bây giờ hai đứa tính đi lấy nhau về, ai quản lý chi tiêu gia đình, tiền ai giữ? Quan trọng lắm đó. Bạn em giữ giùm anh nha, được không? Giữ giùm anh đi nha. Sao ngon giờ nói là anh thích trai đầu lòng gái lòng, cho cô gái biết đi. Em hết tay hai gái đầu lòng.
Ồ, em sẽ thích con trai hơn. Anh thì con này cũng là con mà, trai gái cũng được. Rồi anh thích mấy đứa nói cho ta biết luôn. Thích mấy đứa em? Dạ em thích hai đứa à. Anh cũng thích hai đứa đó. Trai gái gì cũng được. Hỏi bạn gái coi chừng nào cho tiến tới kết hôn. Nhưng mà chừng nào được tới được em. Dạ cũng như em cũng phải tìm hiểu nhau chứ, kiểu như để hai bên coi có sự như là phù hợp không. Chứ nếu mà nói trước thì cũng em cũng tại vì gặp chưa được ba phút nữa thì mình cũng đâu có hiểu về đó luôn sao, thì mình nên tìm hiểu coi cái tính tình và cách cư xử người đó phù hợp với mình hay không mà mình hãy tiến tới. Tại vì cuộc hôn nhân nó quan trọng lắm mà. Đúng rồi, cả đời mà em. Cả đời. Từ nôn chưa? Dạ nôn lắm. Nói với bạn gái anh nôn sao đó. Anh nôn muốn nắm tay em. Tự nhiên anh nôn được nắm tay em. Anh nôn được nắm tay em đi hết quãng đường còn lại. Quá là ngọt ngào. Bây giờ mình ôm ra luôn cái cảm xúc nào. Ôm vô cái coi. Ôm cái coi. Ôm chặt vô. Chưa. Ôm lại. Ôm tôi chụp tấm hình coi nào. Ôm chặt lại. Đứng nguyên nha. Đứng nguyên nha, y nguyên nha, chưa nha. Trời, có lưng nó cong quá, thẳng lên tiếng ơi. Rồi xong. Cảm xúc sao tôi? Hả? Lung hả? Dạ. Được không? Ôm được không? Dạ. Đã không? Dạ đã. Đã hả? Rồi, chị ngồi đi. Ông Phương hỏi nhiều câu không biết trả lời sao luôn. Ta hỏi cảm xúc ngồi thiệt. Đây. À. Nhà trai tôi là muốn vợ lắm rồi đó. Bây giờ tôi qua tham khảo thì nhà trai tôi là rung động rồi đó nha. Nhà gái tôi thì cái gì nó cũng phải có sự thời gian để tìm hiểu, phải chắc chắn thì mới ok. Nhà trai tôi chắc chắn rồi đó. Nhà trai tôi hiền lành nè, thật thà nè. Nhà trai tôi chịu khó nè, rồi chịu thương nữa nè. Về làm dâu là không có lo gì hết trơn, nhà trai tôi lo hết. Nên bây giờ quan trọng là thí dụ mà hai bạn bấm nút xong thì có đi xa được hay không là do nhà trai đó. Nhà trai phải thể hiện như thế nào đi để cho được. Nhà gái an tâm. Đi được ha. Ở đó thì gần bánh xe, cứ leo lên xe là tới Cần Thơ liền. Không? Dạ. Dễ mà đúng không? Dạ. Hoặc đi xe máy. Dạ. Cũng gần mà. Dạ. Đâu xa gì đâu. Nha. Dạ. Được. Rồi. Nhà trai tôi cái gì cũng được hết trơn á. Mời hai bạn để tay vào nút bấm nào. Để tay vô tôi. Đó. Bấm không cho đàn gái chứ nhà trai tôi là bấm à. Bây giờ hai bạn nhắm mắt lại, suy nghĩ về những cái khoảnh khắc vừa rồi. Lúc mình ôm nhau mình có cảm xúc hay không? Mình nắm tay nhau mình có cảm thấy ấm áp hay không? Những cái mà tính tình nãy giờ chúng ta khai thác nhau như vậy là có cảm thấy phù hợp với mình hay không? Có thể đi cùng với nhau hay không? Hai bạn phải tự suy nghĩ. Nhà trai tôi là bấm đó. 3 2 1 Bấm. Bấm luôn. Con lành, chúc mừng. Đó. Giờ chính thức là các bạn đã hẹn hò với nhau rồi. Giờ nắm tay thì nắm tay chặt vô. Đó. Hùng cái lấy hên nè. Hai bên luôn. Bên kia nữa. Giờ bên gái Hùng lại nè. Hùng lại cái nè. Để sát cái má vô cho tao không? Để sát vô. Hùng đi. Trời ơi, không có sao đâu, Hùng đi. Nào. Được không? Được. Hả? Được. Rất là được. Hả? Rất là được. Rất là được luôn. Không có cãi nữa nha. Dạ. Nhớ là nhường nhịn bằng gái hiền lắm á. Dạ dạ. Nha. Muốn cãi lộn không? Dạ không. Trời ơi, thấy cưng quá. Thiệt á, tôi muốn cặp này cưới liền luôn á. Nha, dạ. Cố gắng. Sao mình cưới nhanh hay không là do mình đó nha tôi. Dạ. 2 tháng thôi tôi ơi. Rồi, cứ chạy về tới Cần Thơ vài 10 lần thôi là được cái là đưa ba mẹ xuống liền nha. Dạ. Rồi có gì tôi nói phụ luôn cho. Dạ. Nhà tôi gần đó mà. Dạ dạ. Rồi. Đây là sản phẩm Amity xà bông rửa tay, rửa chén, lau sàn giặt xả. Bữa nào nó ba mẹ ra chợ mua ủng hộ người lên nha. Dạ. Trời. Dạ không phải trời, thiền dữ vậy. Với Cần Thơ cũng có bán nào mua ủng hộ tôi nha. Dạ, em cảm ơn.
Đây là bộ son gửi xin được gửi tặng cho bạn gái. Đây là Toshiba lò nướng miền Tây dễ thương quá. Đây là bánh hurra, bánh bông lan làm từ trứng của thương hiệu BBK, xin được gửi tặng cho hai bạn. Đây là cặp mũ bảo hiểm Royal sẽ bảo vệ cho hai bạn trong hành trình yêu nhau. Đây. Sáng lên đây bạn gì? Dạ em đi xe. Xe gì? Taxi. Trời ơi đi taxi luôn à. Dạ. Tại vì sáng đặt xe mà bị bể kèo nên đi xe ngoài. Giờ sao mà đi về Cần Thơ đi rồi từ Cần Thơ vòng ngược lại. Dạ. Nha. Để em cố gắng. Cố gắng nha. Dạ. Rồi chúc hai em hạnh phúc nha. Dạ. Cặp này hiền lắm nè. Rồi đưa bạn gái đi chơi đi em. Dạ. Yeah.